Tây Du, Bần Tăng không muốn lấy Tây Kinh chương 1205. Đường Vũ gật đầu không ngừng nói, ta có thể, ta tuyệt đối có thể. Rốt cuộc lại dùng đến bên trên mình phương rồi. Hơn nửa lần trước chinh chiến hắc ám khống chế nơi, luôn có một loại để cho đường Vũ chưa thỏa mãn cảm giác. Đương nhiên, lúc ấy là bởi vì bộ kia vô địch chiến thể. Như vậy cường đại, cái thế vô song, là đường Vũ cho tới bây giờ cũng không có thể nghiệm qua cường đại phản phất vạn cổ chư ngày đều bò lổn ngổn ở dưới chân. Cổ kim tương lai ngay tại hắn nhất niệm chi gian. Bạch y nữ tự nhướng mày một cái. Thực ra này cũng không phải là không có thể. Tiểu Linh nói, mặc dù bây giờ nhìn như hắn như củ yếu đáng thương em bé, nhưng là có lực lượng của hắn vẫn còn, cho nên nhất định sẽ không có đến nguy hiểm gì. Đại thiết chù y cũng nói, đối chứ sao? Hắn chỉ đường vũ, để cho hắn đi, bây giờ chúng ta cũng không có năng lực làm hắn ai nha một cái âm thanh ta ngươi cũng không phải trạng thái tột cùng nếu như trạng thái đỉnh cao nhất có lẽ bằng vào ta ngươi liên thủ có thể sát tiến đi nhưng là ta ngươi thương thế hơn nữa ta ngươi cũng không có thời gian chữa thương không phải sao sau này còn phải dẫn thương đi chinh chiến đại thiết chùa y cười hắc hắc mấy cái này tạp toái lão tử thật muốn đập chết bọn họ bạch y nữ tử nhìn về phía đường vũ đường vũ vội vàng nói ta có thể tin tưởng ta, ta nhất định có thể sát tiến đi, ta đi làm thịt bọn họ. Nơi này rõ ràng là hắn yếu nhất, nhưng là lời nói này, nói lại hào khí can vân. Tự hồ bọn họ cũng không làm gì được tồn tại, ở nơi này đường vũ chính là một đĩa đồ ăn, tay cầm đem bóp như thế. Vài người cũng không nói gì. Trầm mặt chốc lát, Lạc Kinh Yên nói, sẽ để cho hắn đi đi. Vài người liếc nhau một cái. Quanh, dưới chân phản phất vạn của năm tháng trường hà chấn động vô số không gian ở trước mắt lóe lên thoáng qua giữa đường vũ cùng vài người đã xuất hiện ở một nơi trong hỗn độn với xa xôi chỗ có thể thấy như có như không khí tức màu đen ở lan tràn dù cho cách nhau khoảng cách vô tận cũng có thể cảm giác kia từng trận kinh khủng vi thế nơi này lan tràn lên đường vũ không khỏi run một cái hắn cho là mình có chút qua loa ngươi tận lực tự mình câu thông thần hồn bên trong kia ngủ say lực lượng. Lạc Kinh Yên nói, chúng ta không cách nào đi theo ngươi đi. Cho nên chỉ có chính ngươi. Nàng có chút không yên lòng nhìn đường vũ, nếu như có thể, hoàn toàn đảng diệt nơi này. Tiểu Linh nhíu mày một cái, sẽ để cho hắn như vậy đi trước. Cảm thụ nguy hiểm càng lớn, cổ lực lượng kia bùng nổ cũng sẽ càng cường đại. Lạc Kinh Yên nói, huống chi hắn sớm muộn cũng phải đối mặt bên trên vừa nói là kinh yên khẽ cười một cái, hắn là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Có chút đường yêu cầu đường vũ chính mình đi. Dù cho chúng ta có thể cho hắn lót đường, ngăn cản, chờ đợi hắn hoàn toàn hồi phục. Nhưng là... Lạc Kinh Yên thanh âm dừng một chút, vạn nhất, chúng ta chết trận đây. Như vậy cuối cùng vẫn như cũ chính hắn. Hơn nữa đừng lo cái gì, chẳng qua chỉ là một nơi cường đại điểm khống chế nơi thôi, những thứ này căn bản là không có cách không biết sao hắn. Tiểu Linh lo âu nhìn đường vũ, ngươi cẩn thận. Chuyện nhỏ, chờ ta đi kiếm tử bọn họ. Đường vũ hào khí can vân. Vừa dứt lời, hắn về phía trước bay vút đi. Quanh. Nhất thời kinh khủng sức mạnh chèn ép, đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới. Để cho đường vũ thân ảnh nhất bữa. Cả người thần hồn cũng run rẩy Phản phất tùy thời có thể băng liệt vào giờ khắc này. Đại ca, ngươi vội vàng xuất thủ nha ta muốn trúng độc rồi đường vũ ở thần hồn cầu cứu lấy hắn bây giờ thực lực căn bản đều không cách nào đến gần chỗ kia khống chế nơi lực lượng xung quanh quá đáng sợ chỉ cần ở thoáng về phía trước hắn thần hồn ác sẽ trọng thương nhục thân không còn quanh đột nhiên thần hồn một trận run rẩy như có như không thở dài vang dội lên một cổ cường đại vô cùng khí tức từ đường vũ quanh thân tản ra. Nhất thời lan tràn toàn bộ trong thiên địa. Xa xa hắc ám vị trí. Những thứ này sinh linh đúng lúc đều cảm giác được sửng sốt một chút. Trong đó càng là có sợ hãi run rẩy Là hắn, là ngày xưa người kia, hắn trở lại. Đi mau, đi mau. Không sai, đây chính là hắn, chỉ có hắn mới có kinh khủng như vậy khí tức, hơn nữa như vậy uy thế, ta là mãi mãi cũng sẽ không quên chính là hắn ngày xưa tiến vào chúng ta tổ địa người kia bị thương nặng lão tổ thậm chí còn chém chết một cái vị đi mau đi mau là người kia trở lại một đạo to lớn bóng người nổi lên quanh thân bao phủ hắc khí duy có con mắt hiển lộ bên ngoài chỉ là như có như không hắc khí cũng trong mắt lan tràn mà ra thật đúng là cường đại nha hắc ảnh nỉ non một cái câu năm đó cũng không thấy ngươi Bây giờ ta cũng muốn biết một chút về trong truyền thuyết ngươi. Khoanh Trong tay xuất hiện một cây trường thương, trường thương toàn thân trắng như tuyết, trong suốt như ngọc. Như có như không không cam lòng gào thét bi thương, ở trường thương trung đang dùng dằn. Hắc ảnh dơ lên trường thương, còn có một tia tàng linh bất diệt. Cho nên, ngươi cũng cảm thấy là hắn trở lại, đúng không? Ngươi đang dãy dụa, đáng tiếc nha. Khoanh Một quyền đánh vỡ hắc ám hắc ám khống chế nơi cũng đang khẽ run đến có quá nhiều hắc ám sinh linh nghiền nát ở một quyền này bên dưới to lớn hắc ảnh trường thương trong tay huy động phá vỡ quyền thế nó dậm chân mà ra trường thương trong tay nhắm vào đến đối diện nam tử tóc trắng kia đường vũ cảm thấy thần hồn từng trận run rẩy hắn ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm kia cây trường thương quen thuộc sao hắc ảnh giơ tay lên trung trường thương nói rất quen thuộc chứ. Từ. Ngươi là hắn, nhưng thật giống như cũng không phải hắn. Hắc ảnh âm âm u u nói, nếu như nếu như ngươi chưa quen thuộc, như vậy ta giải thích cho ngươi một chút đi. Cái thanh này trường thương là dùng năm xưa một người luyện chế. Hắc ảnh từ tốn nói, còn nhớ ngươi lần đầu tiên, tiến vào tộc ta tổ địa. Huyết rơi vải vực ngoại, rót ở vũ trụ biên hoang sâu bên trong. Chính là cái này nữ tử, nàng xuất hiện, cổng lấy sau lưng ngươi chạy thục mạng một đường. Nhưng cuối cùng, nàng vì che chở ngươi vẫn bị chúng ta đánh chết. Ai, nói đến trận chiến ấy, chúng ta cũng tổn thất quá nhiều, chẳng qua nếu như không phải nàng người bị thương nặng, chúng ta cũng không cách nào chôn cất diệt nàng. Ngươi biết rõ nàng là chết như thế nào sao? Ngay cả chúng ta cũng không thể không bội phục nàng ý chí rồi, năm đó chúng ta muốn đưa nàng kéo vào hắc ám. Bằng vào chúng ta tổ địa vô thượng đen nguyên rèn luyện nàng thần hồn, mấy trăm ngàn năm, nàng đều từ đầu đến cuối kiên trì chính mình ý chí. Ai, nói đến thật đúng là đáng tiếc nha. Đã như vậy, như vậy thì chung cất diệt nàng đi. Cho nên bị luyện hóa thành này cây trường thương. Hắc ảnh nâng lên trường thương trong tay, hướng về phía đường vũ báo cho biết một chút, phản phất có nụ cười từ trong mắt xẹt qua, đây chính là cùng chúng ta đối nghịch kết quả. Ngày khác bên cạnh ngươi nhân, Ngươi thật sự thủ hộ, quan tâm nhân, cũng sẽ như thế. Cảm thấy sao? Trường thương không cam lòng, nàng phản phất ở gào thét bi thương. Hắc ảnh từ tốn nói, tiến vào chúng ta tổ địa thì như thế nào? Trọng làm chúng ta bị tổn thất lão tổ thì thế nào? Nhưng ngươi lại có thể làm gì chứ? Ngươi liền bên cạnh mình hết thảy ngươi cũng không phòng giữ được, nói đến, thật đúng là thật đáng buồn nha, ngươi cứ như vậy chinh chiến đi, một người cô độc chiến đấu đi đường vũ cả người thân thể cũng không tự chủ được khẽ rung xuống hắn ngưng mắt nhìn hắc ám bóng người trong tay kia cây trường thương cảm thấy trong đó cái kia bị đè nén linh hồn không cam lòng nàng đang giãy giụa đang nộ hống trong hoảng hốt có không thuộc về mình xa lạ trí nhớ tràn ngập ở trong đầu hắn trải qua liên tục huyết chiến dùng máu vực ngoại rốt cục vẫn phải sát nhập vào hắc ám tổ địa ở hắc ám tổ địa hắn dục huyết phấn chiến cử tử nhất sinh miễn cưỡng giết đi ra, chạy ra ngoài. Phía sau là vô số hắc ảnh ảnh tử, đuổi giết tới. Thương thế hắn quá nặng. Cả người phản phất ở sinh tử một đường giữa quanh quẩn. Cuối cùng liền ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Hắn ngã ngã xuống trong bóng tối, ngã xuống vũ trụ biên hoang. Nhưng là cái kia nữ tử xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng cười duyên, quyến rũ tiếng cười, phản phất truyền qua vạn cổ, ở bên tai thật thấp quanh quẩn, đây là mãi mãi cũng không cách nào quên lãng thanh âm. Là sâu trong linh hồn minh khắc đã qua, vết thương. Tiếng cười duyên trung, cái kia nữ tử một cái cổng lên trọng thương ngã gục hắn, tiểu nam nhân, tỷ tỷ mang ngươi về nhà. Nàng cổng lấy sau lưng hắn, điên cuồng chạy thục mạng. Ở nơi sâu xa trong vũ trụ lóe lên, ở năm tháng trường hà bên trong qua lại. Nhưng là những thứ kia đen ám ảnh tử từ đầu đến cuối cũng không ngừng theo sát. Cuối cùng, nàng đưa hắn thả vào đến nơi sâu xa trong vũ trụ tiếng cười khẽ âm liền ở bên tai vang dội tiểu nam nhân ngoan ngoãn về nhà chờ tỷ tỷ chờ ta trở về ta liền cưng chiều ngươi hắc hắc đường vũ thân thể một trận trừng lớn con mắt với trong mắt của hắn có một giọt nước mắt rơi xuống xuống ngay cả thần hồn đều run rẩy đến ta muốn ngươi chết lúc này đường vũ thanh âm hay lại là nam tử tóc trắng thanh âm đều đã không trọng yếu Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi phẫn, thống khổ. Bao nhiêu năm thống khổ, cô độc. Phản phất hoàn toàn bộc phát ra, nhụng đẫm rồi hắn toàn bộ đôi mắt. Để cho cả người hắn cũng đắm chìm ở vô tận trong bi thương. Hắc ám bóng người chậm rãi nâng lên trường thương, nhẹ nhàng nói, ta cũng muốn kiến thức một chút ngươi nha. Nhiều năm như vậy ở tổ địa rèn luyện, mặc dù ta không có bái kiến lão tổ thực lực chân chính, nhưng là ta có lòng tin, chắc sẽ không thua bọn họ, nếu không cũng sẽ không đem này phương khống chế nơi giao cho ta cho nên ta cũng rất chờ mong ngươi muốn đánh với ngươi một trận nếu như ta nếu như chém chết ngươi như vậy ta liền có thể tiến vào tổ địa rồi hắc ảnh có chút khát vọng nói ta biết rõ nếu như đỉnh phong ngươi ta nhất định không phải là đối thủ nhưng là bây giờ ngươi tự hồ không phải trạng thái tột cùng ta chưa chắc không có lực đánh một trận đúng rồi lại giới thiệu cho ngươi mấy người bạn cũ đen ảnh nhất vẫy tay đột nhiên bốn bóng người nổi lên từng cái quanh thân hắt khí lượng lờ ánh mắt trống trỗng nhìn đường vũ ở trên người bọn họ tản ra cường đại khí tức ba động đây là năm xưa tùy ngươi chinh chiến với thiên địa gian nhân bọn họ đều bị chúng ta luyện hóa hắc ảnh từ tốn nói bây giờ bọn họ là chỗ này của ta mạnh nhất chiến thần vừa nói bốn bóng người kia mỗi người xuất thủ cường đại uy thế từng đợt từng đợt giống như kinh đào hải lãng một loại đánh tới Đường Vũ sừng sững bất động, giống như là một tòa sừng sững đại sơn, sừng sững ở trong cuồng phong bạo vũ. Hắn tóc trắng cuồng vũ, thép dài lên tiếng. Những thứ này đều là hắn quen thuộc nhân nha. Bây giờ bị hắc ám dung hợp. Mất đi năm xưa, cũng mất đi chính mình. Đạo kia hắc ám bóng người đột nhiên ngồi ở trên một cái ghế, trong tay xuất hiện một cái ly trà. Nhất thời lần nữa khí tức quen thuộc đánh tới. Đây là năm xưa cố nhân đầu lâu mà bị luyện chế mà thành. Quanh Bốn bóng người điên cùng xuất thủ. Đường vũ giờ khắc này đặt mình trong ở vô tận uy thế bên trong. Quanh thân phát ra cường đại đáng sợ uy thế. Kèm theo hắn gầm lên giận dữ, quyển tịch vũ trụ bát hoang. Bốn bóng người nhất thời đều bị hắn uy thế, trấn áp tại giờ khắc này, không nhúc nhích. Chỉ là bọn hắn như cũ còn như là giả thú, trong mắt đen nhánh, không có bất kỳ biểu tình nhìn đường vũ đang ra sức dùng dằn, trống giận. Đường vũ hai mắt đột nhiên bộc phát ra từng đạo ánh sáng mạnh, phá vỡ vạn cổ hắc ám. Chiếu sáng nơi này. Cùng lúc đó, một mảnh xanh biếc kiều diễm ước ác diệp tử, xoay tròn ở bốn bóng người trước người. Bằng hữu của ta, thân nhân, ta tới rồi, ta tới đón các ngươi về nhà. Đường vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm như sấm, trung động vạn cổ. Tóc trắng tóc trắng cùng vũ, cả người hiển tự hồ cũng có chút điên cuồng nhiều năm trước ta từng lần lượt đi sâu vào hắc ám tổ địa tìm tìm các ngươi tin tức nhưng là từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì bây giờ ta tới rồi ta tới mang bọn ngươi về nhà đường vũ cả người lệ nóng cuồn cuộn giống như bị điên ta thay đổi rất mạnh rất mạnh rồi ta có thể trấn áp vạn cổ ta có thể nghiền nát chư thiên ta có thể ngang dọc cổ kim tương lai có thể là các ngươi ở nơi nào nhỉ? Đường vũ rơi lệ đầy mặt. Khóe miệng tràn đầy nước mắt mặn chát. Hắc ảnh bên người trường thương đang run rẩy, phát ra tiếng nghẹn ngào âm. Bốn bóng người kia, trong mắt hắc ám dần dần thối lui, nổi lên mờ mịt. Kiều Diễm ướt ác lá cây, quanh quẩn ở bốn bóng người đỉnh đầu. Đột nhiên bọn họ đồng thời run một cái. Trong mắt càng phát ra mờ mịt đứng lên. Một người trong đó nhân ngưng mắt nhìn đường vũ, môi run rẩy, tự hồ muốn nói gì. Nhưng cuối cùng hắc ám hay lại là che lại cặp con mắt kia. Quanh. Thúy lục sắc lá cây không ngừng bay lượn, từng đạo sinh cơ khí thế mênh mông, hướng đến bên trong cơ thể của bọn họ mà vào. Mấy bóng người, ánh mắt khi thì mờ mịt, khi thì thanh tĩnh, chăm chú nhìn đường vũ. Phản phất có ngàn vạn lời nói, muốn nơi này tới truyền đạt. Từ ánh mắt của bọn họ trung hắn phản phất biết cái gì. Đường vũ chợt quát một tiếng đấm ra một quyền vô tận uy thế che mất mấy bóng người bọn họ đã bị hắc ám hoàn toàn hữu thực dù cho có ngắn mũi thanh tĩnh cũng cuối cùng không cách nào đưa bọn họ từ trong bóng tối hoàn toàn kéo ra quanh bốn bóng người sừng sững bất động quanh thân hắc khí toàn bộ tản đi ngưng mắt nhìn đường vũ chúng ta vô năng bị hắc ám ăn mòn có thua lời nói còn không chờ nói xong mấy bóng người bao phủ ở cái thế vô địch quyền thế bên dưới. Đường vũ rộng rãi xoay người nhìn chầm chầm đạo hắc ảnh kia. Đạo hắc ảnh kia nhẹ nhàng nói, thật đúng là có thú nha. Ông, trường thương trong tay của hắn, đâm rách vạn cổ năm tháng trường hà, lan tràn tới, một đạo bạch quang lóe lên ở đường vũ trước mắt. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, đem trường thương cầm ở trong tay. Ngươi, không thể nào, ngươi này không phải thời kỳ tột cùng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắc ảnh ngạc nhiên vô cùng. Nó ở tổ địa nhiều lần lấy hắc ám căn nguyên rèn luyện, tự nhận là đã không kém vu lão tổ rồi. Nhưng là nó một kích toàn lực, lại bị đường vũ như vậy vân đạm phong khinh tiếp. Nhưng mà này còn không phải hắn thời kỳ tột cùng. Giờ khắc này hắc ảnh chân chân thiết thiết cảm thấy sợ hãi. Nó trên lệch đúng là vẫn còn quá nhiều. Này người nam tử tự hồ so với trong truyền thuyết càng còn đáng sợ hơn thật là cái thế vô địch. Vạn cổ duy nhất. Ngươi không phải trạng thái tột cùng, tại sao còn đáng sợ như vậy? Hắc ảnh vẫn nộ gầm thét một tiếng. Đường vũ thần sắc bình tĩnh vô cùng, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, ngưng mắt nhìn trường thương trong tay, trong mắt bi ai nồng nặc hóa không mở. Trường thương từng trận run rẩy, phản phất ở không tiếng động nghẹn ngào. Một cái kia bị tù cấm linh hồn, có ở đây không cam dùng dằn. Loáng thoáng mơ hồ có thể thấy cười má lúng đồng tiền như hoa, còn ở trước mắt. Trong suốt tiếng cười, vượt qua vạn cổ vang dội ở bên tai. Đen ảnh hậu lui mấy bước, hướng bốn phía dò xét liếc mắt, tự hồ chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Nó vẫn luôn cho là mình đạt tới lão tổ cảnh giới. Hơn nữa hắn còn không phải trạng thái tột cùng. Nó hẳn có sức đánh một trận, dù cho không phải là đối thủ, đi mất hẳn còn là dễ như trở bàn tay. Nhưng khi nó chân chính đối mặt nam tử tóc trắng này, nó mới biết rõ hắn kinh khủng. Tự hồ so với trong truyền thuyết, hắn càng còn đáng sợ hơn. Là nó tự cho là. Tự cho là đúng muốn cùng hắn đánh một trận, càng là có chút ý nghĩ hảo huyền muốn hoàn toàn chôn cất diệt hắn. Làm gốc tộc thanh trừ cái này địch nhân lớn nhất. Nhưng mà giờ khắc này, nó mới biết rõ mình biết bao ngây thơ. Năm đó chính vị lão tổ đều xuất hiện, như cũ còn bị hắn giết tứ phương, miễn cưỡng chém chết một cái về phần còn lại mấy vị nghe cũng bị thương không nhẹ nghĩ như vậy hắc ảnh đột nhiên rung một cái nó muốn muốn chạy trốn nhưng là ở đường vũ bình tĩnh ánh mắt nhìn soi mói nó chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn đều run rẩy run sợ cường đại uy thế khiến nó động cũng không dám động các ngươi cũng sẽ chết ta thân nhân bằng hữu bọn họ chết đi ta lấy các ngươi sinh mệnh để tế điện bọn họ đường vũ bình tĩnh nói hắc ảnh hoàn toàn sợ hãi đứng lên toàn bộ hắc ám nơi đều run rẩy đến quanh đường vũ rộng rãi ra quyền lóa mắt quyền quang xé tan bóng đêm phá vỡ vạn cổ với cổ kim tương lai tới đi mau đi mau không có hắc ám bóng người đang sợ hãi kêu to còn có hướng bốn phía điên cuồng chạy trốn nhưng là vô tận năm tháng trường hà đang rung rẩy không gian ở sụp đổ nghiền nát cái thế vô địch quyền thế rung động cổ kim hắc ám tổ địa bị quyền thế chiếu sáng che mất trong bóng đen lần lượt từng bóng người đạo kia to lớn bóng người đang sợ hãi kêu to không có thể nó cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn mình bị quyền kia thế bao phủ nó cảm thấy tử vong sợ hãi nó làm sao có thể tử đây nó vẫn luôn là cao cao tại thượng mắt nhìn xuống vạn cổ bao nhiêu kỷ nguyên chung cất diệt ở trong tay nó chư thiên vạn giới với nó mà nói bất quá chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi nó chỉ cần nghĩ tùy thời đều có thể chung cất diệt nhưng mà lần này lại chân chân chính chính cảm thấy tử vong sợ hãi quanh toàn bộ hắc ám bóng người nổ tung còn sót lại yếu ớt thần hồn dùng dằn muốn phải hướng xa xa chạy trốn có thể quyền thế không giảm. Không thể địch nổi khí tức lần nữa đưa nó bao phủ. Ta không cam lòng. Thanh âm phẫn nộ từ Hắc Ảnh trong miệng phát ra. Hắc ám bọc lại thần hồn, hắc ám khí tức tản đi. Hiển hiện ra lúc ban đầu bộ dáng. Năm xưa, nhân vì một cái nữ tử, ta cam tâm đi về phía Hắc Ám, theo đuổi sức mạnh vô thượng. Ta cho là nàng sẽ quay đầu liếc lấy ta một cái, có thể đúng là vẫn còn không có ta chôn cất diệt sở hữu chôn cất diệt thế giới kia chặt đứt sở hữu tới cột rửa ta cả đời thống khổ và bi ai sau đó ta đã từng hối hận qua nhưng cuối cùng vẫn chết lặng ta nhìn kỷ nguyên lần lượt chôn cất diệt sau đó trọng tố đạo thân ảnh kia đột nhiên bắt đầu cười dài tự hồ nghĩ tới năm xưa đối với sinh mệnh hờ hững chưa thiên mạc nhưng nhưng là ta xác thực rất muốn lần nữa trở lại lúc ban đầu nếu như trở lại lúc ban đầu có lẽ ta liền sẽ không như thế lựa chọn. Có thể đúng là vẫn còn không có nếu như, ta ngay cả năm xưa đi cùng ở bên cạnh ta nhân đều quên, liền cái kia nữ tử, ta đều không nhớ rõ nàng bộ dáng, cũng quên mất nàng thanh âm. Ta cũng quên mất lúc ban đầu chính mình. Bây giờ, vào giờ khắc này, ta phản phất nghe được nàng thanh âm. Nó ngước mắt nhìn đường vũ, ta hẳn cảm ơn ngươi, để cho ta ở nơi này đem lúc chết khắc, nghe được năm xưa. Thần hồn mạng mạn tiêu tan, cuối cùng hóa thành một sợi thanh yên, hoàn toàn phiêu tán. Năm xưa bao nhiêu chư thiên nhân kiệt, cường giả. Bọn họ đi về phía hắc ám. Ở trong bóng tối bị lạc. Bây giờ thật sự dãy dụa, sát lục, là năm xưa lần lượt kỷ nguyên, hiếm có cái thế nhân kiệt. Có thể vì cường đại vô cùng lực lượng, bọn họ xác thực cam tâm trầm luân hắc ám. Tiêu diệt của bọn họ rồi bao nhiêu kỷ nguyên. Chung tất diệt bao nhiêu chúng sinh. Đường vũ cúi đầu, ngưng mắt nhìn trường thương trong tay hắn chợt quát một tiếng đem trường thương bẻ gãy một đạo mơ hồ sương mù phiêu tán mà ra đường vũ đem đem giữ tại rồi trong lòng bàn tay ta tới đón ngươi rồi ta mang ngươi về nhà quanh hắn một quyền đánh vỡ vạn cổ năm tháng rầm rầm thời gian trường hà chấn động một tòa thành ở thời gian trường hà bên trong qua lại chậm rãi nổi lên đường vũ phi thân đứng ở trên đầu thành. Tóc trắng cuồng vũ. Quanh. Lại đấm một quyền, hắn phản phất phá vỡ không gian. Một viên thúy lục sắc thụ nổi lên. Ai đánh nhiễu thụ gia ngủ? Ngạch, đại ca, ngươi có gì phân phó? Có cần gì, ngươi tùy tiện nói. Bây giờ tiểu thúc, đã trưởng thành đại thụ che trời. Nhưng là cùng năm xưa vẫn như cũ tướng không so được. Cây nhỏ có một loại muốn khóc xung động thật vất vả khôi phục lại một ít, này cái đại ca lại muốn làm gì? Ông! Đường vũ không nói một lời, đoạn đao hiện lên. Cây nhỏ thật thấp mắng một tiếng, chuyển mà nói rằng, đại ca, không cần động đao, ta hiểu. Thanh thúy tiếng vang từ nhỏ trên thân cây truyền tới. Thân cây bẻ gãy, hướng đường vũ bay đi. Thân cây mang theo vô tận bàn bạc sinh mệnh khí tức. Thoáng qua giữa, đem hóa thành một cụ quan tài gỗ đường vũ lần nữa hướng cây nhỏ nhìn sang bản nguyên khí hơi thở cây nhỏ từng trận run rẩy tự hồ muốn phải phản bác xuống có thể thoáng do dự một chút một đoàn thúy lục sắc bàn bạc sinh khí tức nổi lên cây nhỏ bất tri bất giác lần nữa nhỏ đi rất nhiều thậm chí ngay cả quanh thân cũng xuất hiện vết rách ngày khác ta sẽ đền bù cho ngươi trở lại đỉnh phong đường vũ nói nói xong bốn phía giang nứt ra cây nhỏ dần dần không nhìn thấy trong đó lần nữa trở lại kia một thế giới cầm trong tay đoàn kia mơ hồ sương mù bỏ vào dung nhập vào thúy lục sắc căn nguyên bên trong sau đó đem bỏ vào trong quan tài từng đạo cường đại pháp lực phất tay bị đường vũ đánh vào đến đó một dạng căn nguyên bên trong trong mơ hồ một đạo thân ảnh như có như không nổi lên có thể nhìn kỹ bên dưới lần nữa biến thành mơ hồ sương mù làm xong hết thảy các thứ này đường vũ ngưng mắt nhìn đoàn kia căng nguyên hồi lâu. Ngược lại đem quan trên nắp gỗ. Ngày khác ta sẽ để toàn bộ các ngươi cũng hồi phục trở về, ta sẽ ở vạn cổ bên trong tìm được sở hữu, hồi phục sở hữu. Đường vũ vung tay lên. Quan tài gỗ bay lên, rơi vào trong thành trống không. Trong mơ hồ có quen thuộc năm xưa thanh âm vang dội ở bên tai. Tiểu nam nhân nha, tỷ tỷ nhớ ngươi. Quanh. Thời gian trường hà lần nữa chấn động đường vũ dơ lên không thành, đem không thành lần nữa thả vào đến năm tháng trường hà bên trong. Không thành dần dần không nhìn thấy ở năm tháng trường hà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà đường vũ một bước bước vào kia mảnh hắc ám khống chế nơi. Một tòa luân bàn ở hắc ám khống chế chi địa trung ương. So sánh với tổ địa cái kia, cái này luân bàn tiểu rất nhiều rồi. Luân bàn bên trên tràn đầy máu tươi, phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không khô khốc như thế ở luân bàn bên trên biểu hiện mà ra từng bức họa đều là kỷ nguyên mở lại cùng hủy diệt nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập lên đường vũ mặt không chút thay đổi nhìn luân bàn đột nhiên ra quyền đánh nghiền nát kèm theo luân bàn nghiền nát bóng đêm vô tận khí tức đột nhiên bộc phát ra ngược lại hướng bốn phía điên cùng lan tràn giống như là hóa thành một cổ cự đại hồng lưu hướng phương xa chảy xuôi đi theo hắc ám biến mất có quan mang ánh chiếu mà tới thoáng qua giữa, lần nữa hóa thành một mảnh hỗn độn. Bạch y nữ tử đám người, không cách nào tiến vào nhất phương hắc ám khống chế nơi, cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiêu diệt ở đường vũ trong tay. Cách đó không xa vài người, cũng ngưng mắt nhìn nơi này. Đại thiết chù y này cắt một tiếng, hắn không phải chưa trở lại đỉnh phong sao. Có thể là làm sao sẽ đáng sợ như thế chiến lực. Này tự hồ không kém gì thời kỳ tột cùng hắn. Nếu như không có tiến bộ, Hắn cần gì phải đi lên con đường như vậy đây?" Lạc Kinh Yên nói, có lẽ hắn thật có thể đánh vỡ hết thảy, bước vào càng kinh cũng hơn vô thượng cảnh giới. Hắc ám tổ địa. Mấy vị cường đại hắc ám tồn tại cũng hướng về kia nơi hắc ám nơi nhìn. Cái thế vô địch quyền thế. Càng quét cổ kim tương lai, trung động vạn cổ. Đáng sợ như vậy quyền thế, duy có một người có thể có phát ra. Hắn quả nhiên không có chết một người trong đó hắc ảnh nói, xem ra phe kia khống chế nơi, lần nữa bị diệt. Quanh Cự đại hắc ám dòng lũ, phá khai quan âm tới, dung nhập vào cự đại luân bàn trên. Ông Luân bàn trong lúc bất chợt phát ra một tiếng kêu khẽ, chậm rãi xoay tròn. Bị diệt Ngoài ra một vệt bóng đen nói, tiêu diệt liền tiêu diệt đi, cũng không có cái gì. Hừ, chỉ cần lão tổ hồi phục, bọn họ không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát đời này sẽ đem tất cả nhân tố không xác định toàn bộ chôn tất diệt không sai nhưng là không biết rõ tại sao ta luôn có một loại dự cảm không tốt đơn giản chính là nhảy ra khống chế mấy cái tiểu ngư thôi nhỏ nhặt không đáng kể lại cái gì tốt lo âu đây tổ địa hắc ám lan tràn lên đem trọn cái tổ địa cũng bao phủ tổ địa dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối nhưng là ở cự đại luân bàn trên cũng chính là cái kia lỗ hổng địa phương từ đầu đến cuối đều có một đạo như có như không yếu ớt ánh sáng đang lấp lánh. Đây là ngày xưa người kia, một mình tiến vào mà tới. Đem luân bàn cũng chém đi xuống một ít. Nhưng là hắn đao ý xác thực lưu ở nơi này, từ đầu đến cuối cũng minh khắc ở luân bàn trên, tự hồ vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Khi sợ chúng nó nghĩ tới đủ loại biện pháp tới tu bổ luân bàn, sang bằng này tia đao ý, nhưng là xác thực từ đầu đến cuối đều làm không được đến có lẽ chỉ có lão tổ đám người mới có thể đi chỉ là trận chiến ấy đi qua mấy vị lão tổ liền lâm vào ngủ say mấy con cá thôi để cho bọn họ tự cho là đúng đi náo đi bọn họ mãi mãi cũng không cách nào thoát đi ra chúng ta lòng bàn tay trong đó một vệt bóng đen hừ một tiếng khác một vệt bóng đen ngưng mắt nhìn luân bàn bên trên phơi bày ra một vài bức chư thiên hình ảnh nó đột nhiên có chút buồn bã mở miệng có lẽ tựa như cùng ngày xưa không biết tự lượng sức mình ta đi nó đã từng cũng chinh chiến quá hắc ám đã từng bảo vệ quá chư thiên có thể cuối cùng vẫn đi về phía hắc ám đã bao nhiêu năm nó cho là mình đã sớm chết lặng lại không nghĩ rằng ở hôm nay đột nhiên có một ít chút ít xúc động tối thiểu ngươi là thức thời vụ mà bọn họ xác thực không phải cho nên đợi đợi bọn hắn chính là triệt để chôn tất diệt khác một vệt bóng đen tiếng hừ nói Quanh. Toàn bộ chư ngày đều đột nhiên một trận rung rẩy. Hỗn động tinh vực tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Không gian tan vỡ, một đạo tóc trắng bóng người từ trong rơi xuống. Là Đường Vũ. Hắn đây là chuyện gì xảy ra? Nhanh, tiếp lấy hắn. Ly Sơn lão mẫu đám người đồng thời xuất thủ tiếp nhận đạo kia rơi xuống mà hạ thân ảnh. Giờ phút này Đường Vũ căn nguyên phản phất lâm vào nào đó trong giấc ngủ say lần bùng nổ này mà ra lực lượng là vượt qua hắn tự thân cực hạn bây giờ là hắn còn không chịu nổi cho nên đưa đến căn nguyên có chút bị thương mới có thể lâm vào như vậy ngủ say chẳng nhẽ bị thương sao nhưng là ai có thể đưa hắn bị thương thành như vậy không phải cũng không có cảm giác được khí tức hỗn loạn hơn nữa ta cũng không cho là có người có thể mang thương thế hắn nặng như vậy trừ phi là tự thân tu luyện ra vấn đề mọi người toàn bộ đều lo lắng. Rất nhiều đều cho rằng là đường vũ tự thân tu luyện ra phát hiện vấn đề. Cho nên lâm vào ngủ say như vậy trạng thái. Bất quá đường vũ đột nhiên nằm xuống, đây đối với hỗn độn tinh vực người mà nói, không phải một cái tin tốt. Sợ hãi tiên các thừa dịp lúc này, đột nhiên đối hỗn độn tinh vực xuất thủ. Sự tình như thế, tiên các hay lại là làm được. Muốn biết rõ hỗn độn tinh vực, to lớn mọi người nghiệp, chỉ đường vũ một người chống đỡ đây không dễ dàng nha. Ly Sơn lão mẫu lấy ra rất nhiều cực phẩm đang dược. Có thể hoàn toàn không nổi chút nào tác dụng. Lấy đường vũ bây giờ tu vi, những đan dược này đối với hắn mà nói là vô dụng. huống chi lần này hay lại là căn nguyên bị thương. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính hắn mạng mạng khôi phục. Sư phụ ta xảy ra chuyện gì? Công ngộ không trư bác giới đám người vội vàng vây lại. Tạm thời còn không biết rõ, có thể là tu luyện ra phát hiện vấn đề đi ly sơn lão mẫu nói ta hoài nghi từ hắn đột nhiên xuất hiện tóc trắng thời điểm có phải hay không là căn nguyên đột nhiên thương lão khi đó cũng đã xuất hiện vấn đề đây thông thiên gật đầu một cái có đạo lý mọi người rối rít tới hỏi thăm liên quan tới đường vũ tình huống nếu như đường vũ trận mở con mắt thấy một màn như vậy phỏng chừng hắn cũng có thể cho rằng là di thể cáo biệt cuối cùng nghi thức đây rầm rầm đột nhiên mây đen giăng đầy, che chắn hỗn độn tinh vực bầu trời. Mọi người sửng sốt một chút. Đây là có nhân đột phá. Có người đột phá, là ai vậy? Như vậy uy thế, này hình như là thánh vương cảnh thiên kiếp đi. Là thương minh, là hắn đột phá. Không biết rõ có phải hay không là, hắn cảm thấy áp lực, khoảng thời gian này đang liều mạng tu luyện. Trải qua hắn khắc khổ tu luyện, xem như bước vào đến thánh vương cảnh giới. Bất quá, hắn xác thực không có bao nhiêu mừng rỡ bởi vì vô luận là đường vũ hay lại là một thanh phong đều đã kéo ra hắn quá nhiều khoảng cách nhất là ở hai người trong cơ thể đủ loại còn có một cỗ lực lượng cường đại này đưa đến thương minh có chút buồn bực bất quá nên cố gắng còn phải nỗ lực rầm rầm mây đen rợp trời mà tới lẫm liệt thiểm điện phá vỡ mây đen phát ra chói mắt quang ở nồng đậm lăn lộn mây đen phía sau tất dấu từng trận trầm tiếng sấm trên nhưng mà ngay tại khẩn trương như vậy thời khắc ở ánh mắt mọi người chú thích bên dưới chỉ thấy thương minh vân đạm phong kinh cười một tiếng vung tay lên xuất hiện một giường lớn hắn trực tiếp nằm ở phía trên nhắm đến con mắt chuẩn bị ngủ tất cả mọi người không dám tin nhìn hắn tiểu tử này đang làm gì hắn điên rồi sao thiên kiếp cũng muốn tới rồi hắn lại muốn ngủ không muốn sống nữa tất cả mọi người bị thương minh phen này thao tác chuẩn bị có chút mộng bức bất quá như vậy đổ kiếp phương thức bọn họ cũng không phải là không có bái kiến ở đường vũ khi đổ kiếp sau khi nhưng là thương minh đột nhiên chơi tiếp hắn cho là hắn là đường vũ sao đối với mọi người thanh âm thương minh dường như là không nghe thấy lúc đó thấy đường vũ lấy phương thức như vậy tiến hành đổ kiếp để cho thương minh có đi một tí tâm đắc cho là lôi kiếp hẳn là không chém ngủ nhân cho nên hắn cũng chuẩn bị thử một chút đương nhiên ở lôi kiếp như vậy cường đại uy thế bên dưới khẳng định cũng là không ngủ được nhưng ngay cả như vậy thương minh cũng nhắm đến con mắt giả bộ ngủ có lẽ như vậy lôi kiếp cũng không chém hắn cho nên phải ngủ vô luận là thật ngủ hay là giả ngủ ngược lại nhắm lại con mắt rồi hắn không phải là muốn học tập đường vũ chứ hồ đồ nha này không phải muốn chết sao? Thương Minh, nhanh lên một chút, ngươi không phải đường vũ, đại đạo không thể nào nuông chiều ngươi. Có người lòng tốt nhắc nhở Thương Minh, để cho hắn mau dậy, chuyên tâm đối phó gần sắp đến thiên kiếp. Nhưng mà Thương Minh như cũ không nhúc nhích. Tùy ý mọi người hô to, tùy ý bên trên phương lôi âm thanh nổ ầm. Rắc rắc. Quanh. Một đạo thiên lôi đột nhiên bổ xuống. Giống như là cự đại sơn phong, chèn ép tới tự hồ thiên kiếp có chút nổi giận tiểu tử ngươi đây là xem thường ai đó còn ngủ đã như vậy sẽ đưa ngươi vĩnh cửu ngủ say đi đi kèm theo một tiếng kêu sợ hãi thương minh cả người đen nhánh áo quần có tia lửa đang cháy cả người một mảnh nám đen từ trong miệng phun ra một cái khói đen để cho hắn không khỏi nhẹ nhàng ho khang hai tiếng nhìn đen nhánh thương minh lai ca có chút hoảng hốt đứng lên một màn này vì sao như thế giống như đã từng quen biết? sao là chuyện gì? thế nào không dễ xài cơ chứ? thương minh nhìn lôi kiếp lẩm bẩm một câu, tràn đầy không hiểu. chẳng lẽ nói là hắn bỏ sót một bước kia sao? cho nên đưa đến loại tình huống này. cố gắng nghĩ lại một cái hạ đường vũ lúc ấy đổ kiếp tình huống. hắn cho là tự hồ hoàn toàn không sai nha. quanh rầm rầm mấy đạo thiên lôi vào giờ khắc này đồng thời bổ xuống. Lần này thương minh cũng không có ngủ. Chuẩn bị dùng tự thân pháp lực để ngăn cản, độ kiếp. Liên quan tới ngủ độ kiếp chuyện này, hắn chuẩn bị sau này thật tốt hỏi đường vũ một phen. Tiểu tử này. Mọi người không còn gì để nói, hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì rồi. Ngay từ đầu để cho hắn đứng lên an tâm độ kiếp, hắn nhất định phải được nước xuống. Lôi không chém hắn, phỏng chừng hắn khẳng định còn không mang theo tới rầm rầm từng trận kinh khủng uy thế lan tràn tới hỗn độn tinh vực kiếp vân bên dưới thương minh máu me khắp người trầy da sức thịt nhưng là quanh người hắn xác thực tản mát ra ngút trời chiến ý hắn ngưng mắt nhìn kiếp vân hét lớn một tiếng rầm rầm cuối cùng mấy đạo lôi kiếp bổ xuống thương minh nằm trên đất không nhúc nhích rầm rầm cường đại uy thế như cũ còn chèn ép tới chỉ là nồng đậm mây đen, xác thực mạng mạng tản đi. Theo lôi kiếp tiêu tan, thương minh mắng nhiếc ai Nha một cái âm thanh, đứng lên. Cả người trầy da sức thịt, khí tức không yên, mất trật tự không chịu nổi. Mọi người vội vàng muốn lên trước, kèm theo một tiếng này ai Nha, nhất thời cũng dừng lại bước chân. Còn có thể thở hổn hển, liền chứng minh còn sống. Vấn đề không lớn. Thương Minh vội vàng lấy ra một ít đang dược ném vào trong miệng. Thương tích khắp người thể xác cũng chậm chạp bắt đầu khép lại. Giờ khắc này đột phá, để cho Thương Minh muốn muốn tiến hành một trận đại chiến, tới nghiệm chứng một chút hắn chính xác thực lực đạt tới loại cảnh giới nào. Đang lúc này, một người nam tử đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm người kia. Như vậy lặng yên không một tiếng động xuyên qua tinh vực đại trận, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây tuyệt đối là một cái cường giả. Sư phó Thương Minh kêu một tiếng. Nhất thời mọi người lúc này mới yên lòng. Tới người nhìn chứ Thương Minh liếc mắt, cười nhạt, "Ta là Thương Minh sư phó, Bắc Vương Sơn." "Bắc Vương Sơn, ngươi là Bắc Vương Sơn." Vốn là hỗn độn tinh vực người, có người kinh hô lên. "Bắc Vương Sơn năm xưa chư thiên cường giả." Nghe cùng Tiên Các đã từng phát sinh qua đại chiến, sau đó liền mất đi bóng dáng. Rất nhiều người đều cho rằng hắn chết ở Tiên Các trong tay. Nhưng là không nghĩ tới Lại xuất hiện lần nữa Hơn nữa còn là thương minh sư phó Chính vân Bác Vương Sơn nói Tham kiến tiền bối Có lời đồn đại nói tiền bối đã đã Bác Vương Sơn nở nụ cười Đều là quá khứ chuyện Không đề cập tới cũng được Ly Sơn lão mẫu nhìn thương minh liếc mắt Tiền bối tới đây là tìm thương minh đi Đã như vậy Như vậy chúng ta sẽ không quấy rầy tiền bối Cùng ái đồ nói chuyện cũ rồi Nhưng mà kỳ quái là Bắc Vương Sơn lại lắc đầu một cái, ta tới lần không phải là vì hắn mà tới. À. Thương Minh sửng sốt một chút, vậy ngươi làm gì tới? Mọi người cũng không hiểu. Chỉ nghe Bắc Vương Sơn tiếp tục nói, Đường Vũ có thể ở, ta vì hắn mà tới. Nhất thời tất cả mọi người khẩn trương lên. Bây giờ Đường Vũ ngủ mê man, lại vào lúc này đến tìm Đường Vũ. Đối với Thương Minh bọn họ tự nhiên vẫn còn tin được, nhưng là Thương Minh sư phó nhưng cũng không hiểu ta tới này không có ác ý gì, chỉ là đột nhiên phát hiện một ít chuyện, muốn tìm đường vũ xác nhận một phen. Bắc Vương Sơn nói, còn có một nơi nơi, có lẽ cất giấu hắn một ít cơ duyên. Ly Sơn lão mẫu đám người trầm mặt một chút. Tử y nữ tử nói, tiền bối, sợ rằng đường vũ tạm thời vẫn là không có phương tiện. Không bằng sau này do tiểu nữ tử chuyển đạt một phen. Thương Minh nhíu mày một cái, có thể cũng không có nói gì. Không, có một số việc ta chỉ có thể nói với hắn bắc vương sơn nói ta nói rồi ta tới này cũng không ác ý các ngươi không cần phòng bị ta cái gì dừng một chút hắn tiếp tục nói nếu là chư vị không tin được ta như vậy ta cũng không thể nói gì được ly sơn lão mẫu do dự một chút nói đối tiền bối không dám giấu giếm thật không dám giấu giếm đường vũ đột nhiên xuất hiện một ít chuyện giống như là lâm vào nào đó ngủ say tự hồ là tu luyện ra hiện rồi vấn đề gì không biết rõ có thể hay không dẫn ta đi trước nhìn một cái. Bắc Vương Sơn nói. Mang sư phụ ta đi đi, có lẽ sư phụ ta sẽ có biện pháp đâu rồi, các ngươi yên tâm, sư phụ ta tuyệt đối không có ác ý. Thương Minh cười khổ một cái. Tiền bối mời. Bắc Vương Sơn ngưng mắt nhìn đường vũ, trong con ngươi tâm tình rất phức tạp chợt lóe lên. Đột nhiên hắn không khỏi run một cái. Bởi vì hắn cảm thấy ở đường vũ thần hồn sâu bên trong tựa hồ có một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng. Cổ lực lượng kinh khủng này, để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Lấy hắn tu vi tự nhiên nhìn ra, đường vũ căn nguyên lâm vào một loại trạng thái ngủ say. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Bắc Vương Sơn nói, căn nguyên lại lâm vào một loại ngủ say, nhưng là ta lại cũng không có cảm giác được hắn có cái gì thương thế nhỉ. Chẳng nhẽ tiền bối cũng không có cách nào. Ly Sơn lão mẫu lo âu hỏi. Bắc Vương Sơn lắc đầu một cái, có chút không xác định nói, có lẽ đúng như các ngươi lời muốn nói như vậy, tu luyện ra phát hiện vấn đề, đưa đến căn nguyên ngủ say. Nếu như vậy, như vậy chỉ có thể dựa vào chính hắn, người ngoài thì không cách nào trợ giúp. Quanh. Tất cả mọi người đều một trận, không dám tin nhìn đường vũ. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt mờ mịt một mảnh. Đường vũ. Sư phó, lão tam mọi người kêu lên sợ hãi nhưng là ánh mắt của đường vũ mờ mịt tựa như không nhận biết bọn họ như thế đột nhiên hắn dậm chân dọc theo thời gian trường hà lên đường vũ ly sơn lão mẫu kêu lên một tiếng sợ hãi vài người vội vàng đuổi theo nhưng mà đường vũ tốc độ quá nhanh thoáng qua giữa liền biến mất ở rồi trước mắt mọi người dọc theo năm tháng trường hà hắn nghịch lưu nhi thượng ngược dòng đi mọi người thất kinh, ở sau lưng rối rít la lên. Chỉ có thương minh sư phó, bắt vương sơn đuổi theo. Chỉ là như cũ còn đang không ngừng kéo dài khoảng cách. Ngay tại sẽ phải mất đi đường vũ bóng dáng thời điểm, đường vũ tốc độ đột nhiên thả chậm. Một đạo lại một đạo thân ảnh từ đường vũ quanh thân lóe lên. Dung nhập vào một cái không gian kỳ quái bên trong. Mà chỗ kia không gian, phản phất là hắn lấy tự mình làm trung tâm, từ mà khai thác mà ra. Quanh, ở năm tháng trường hà bên trong, đường vũ thân mình trong lúc bất chợt nổ tung, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên khí hơi thở, dung nhập vào cái không gian kia bên trong. Bắc Vương Sơn vô cùng khiếp sợ. Không dám tin nhìn như vậy một màn. Tự mình tạo nên luân hồi. Hắn tiến vào trong luân hồi, điều này sao có thể? Lấy mộng vì không gian, tán lạc thân mình, căn nguyên mà vào đêm, bắt đầu một trận tự mình luân hồi. Bắc Vương Sơn miễn cưỡng rùng mình một cái, đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là căn nguyên ngủ say. Nhưng là ý thức bản thân, lại mờ mịt biên tạo ra được luân hồi. Quanh. Trong mơ hồ. Có chín giọt kiều diễm muốn chảy máu sắc, ở năm tháng trường hà bên trong phơi bày ra. Dung nhập vào ở luân hồi trên thân người kia. Mà người kia lại cả người thật sự trải qua phản phất cũng lần nữa thay đổi. Từ lúc ban đầu một tên ăn mày, lớn lên lên. Chinh chiến hắc ám, lần lượt sát tiếng sát xuất. Cuối cùng ngã xuống trong bóng tối. Chỉ là hắn lại ở mỉm cười, mang theo thư thái, cũng có chút không cam lòng. Ta sẽ không chết đi, ngày khác ta sẽ nghịch thiên trở về, đến lúc đó ta sẽ thay đổi rất mạnh rất mạnh, đem bọn ngươi hoàn toàn đảng diệt. Ly Sơn lão mẫu đám người giờ phút này cũng đuổi tới. Cũng không dám tin nhìn một màn này. Có người muốn tiến lên. Nhưng là lại bị Bắc Vương Sơn miễn cưỡng cản lại, gây khó dễ hắn căn nguyên đắm chìm ở tự mình tạo nên trong không gian chúng ta sợ chứng kiến tại chúng ta mà nói bất quá chỉ là ảo ảnh hơn nữa ngươi không cảm thấy chung quanh cường đại khí tức ba động sao chỉ cần thoáng đến gần sợ là chúng ta cũng sẽ nghiền nát giống như là qua rất lâu sau đó lại hình như là trong nháy mắt đạo thân ảnh kia lại bắt đầu cuộc kế tiếp luân hồi tiền bối đây rốt cuộc là có chuyện như vậy ly sơn lão mẫu hỏi tự mình vì không gian, mở ra luân hồi. Này tại sao có thể như vậy? Như vậy khởi không phải, đắm chìm ở trong đó chỉ có đường vũ mới là chân thực tồn tại. Trong đó thật sự thay nhau người sở hữu cùng chuyện, bất quá chỉ là bởi vì hắn tự mình sáng tạo mà ra một trận huyễn mộng. Không biết, hình như là một loại vô ý thức làm, bản năng ở trong luân hồi. bắc Vương Sơn nói. Hắn ánh mắt long long nhìn nhìn chầm chầm ở trong luân hồi đường vũ, nhìn hắn thật sự trải qua sự tình. Quanh. Cường đại uy thế, với mảnh không gian kia mà tới. Có mơ hồ hắc ám bóng người nổi lên. Khắp nơi đều là hắc ám, chúng sinh ở gào thét bi thương, khẩn cầu. Có người ở gọi tên hắn. Cuối cùng hắn lần nữa phơi bày ra, đoạn đao dày đặc không trung, đao ý chặt đứt năm tháng trường hà. Quyền thế cái thế vô song, dao động hám thiên địa. Cuối cùng đầy đủ mọi thứ cũng không có, chỉ có hắn một người như vậy ngay sau đó đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều biến mất nhìn như qua cực kỳ lâu mà ở ly sơn lão mẫu đám người xem ra bất quá chỉ là chốc lát thời gian thôi tại sao sẽ như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì ly sơn lão mẫu nỉ non nói tôn ngộ không đợi càng không hiểu thậm chí còn có một vài người cho là đây là đường vũ tu luyện một loại phương thức dù sao hắn đã đi thực sự quá xa rồi đã là bọn họ không theo kịp mức độ. Rầm rầm. Mỗi một lần luân hồi đều có hắc ám nhân vật khủng bố. Lần lượt giải dụa, lần lượt phấn chiến. Những thứ này hắc ám bóng người rốt cuộc là cái gì? Tại sao ta cảm thấy sợ hãi? Không sai, bọn họ quá cường đại, cường đại đến khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi, tự hồ theo tay vung lên, liền có thể tiêu diệt này phương chư thiên. Mọi người miễn cưỡng rùng mình một cái mà bác vương sơn lại không nói tiếng nào ngưng mắt nhìn những thứ kia hắc ám ánh mắt có chút thâm thúy đi xuống những thứ này hắc ám hắn tự hồ thấy qua khóe miệng của vương cách có chút co quắp một cái cúi đầu trong mắt có nước mắt ở nhỏ xuống hắn nắm thật chặt chặt quả đấm cả người thân thể cũng căng thẳng ở giờ khắc này oanh như thế một đời luân hồi mỗi một lần nhục thân gây dựng lại sừng sững ở cách đó không xa năm tháng trường hà ngược lại lần nữa băng liệt thân mình căn nguyên đi sâu vào trong đó theo mỗi một lần đi sâu vào trong đó đường vũ căn nguyên cùng thần hồn ngay tại dần dần cường đại phản phất hắn ở chỗ này mà cảm ngộ như thế đối với cái này một chút bắc vương sơn cũng cảm thấy cho nên tại hắn cho là đây là đường vũ tu luyện một loại phương thức chỉ là như vậy phương thức lại không có người bái kiến lớn như vậy số lượng băng liệt chính mình lấy căn nguyên mà vào trong đó đi tạo nên một trận luân hồi nhất định chính là nghe trận cả người liên quan tới một điểm này bắc vương sơn tự cho là mình không làm được thậm chí chư thiên bất cứ người nào đều làm không được đến một bước này lấy tự mình đi luân hồi nhưng mà khiếp sợ như vậy một màn liền ở trước mắt mình phát sinh thương minh đang nghe truyện trên tv audio cv trong hai mắt cũng đầy là ngạc nhiên ngược lại hướng sư phó nhìn sư phó đây rốt cuộc là chuyện gì Tại sao mỗi một lần tỉnh lại, ta đều cảm giác được hắn khí tức quanh người xảy ra biến hóa long trời lở đất, so sánh với dĩ vãng, càng đáng sợ hơn. Bắc Vương Sơn ngưng mắt nhìn trong luân hồi đường vũ, nặng nề nói, kỳ tài, hắn là một cái kỳ tài ngút trời. Giỏi mắt toàn bộ chư thiên, thậm chí cổ kim tương lai mà nói, không có người có thể có thể so với hắn. Bắc Vương Sơn nói, lấy một loại luân hồi phương thức, đi tiến hành một loại tự mình thuế biến nhưng là hắn hình như là vô ý thức hết thảy đều là bản có thể vì đó không đúng kia mấy giọt máu này mấy giọt máu ở chỉ dẫn hắn đây đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ nói này mấy giọt máu cùng hắn có cực lớn quan hệ nhân quả hay sao theo mỗi một lần luân hồi kết thúc liền biến mất một giọt máu quanh đột nhiên sở hữu hình ảnh cũng dần dần không nhìn thấy lại đi mọi người cái gì cũng không thấy được đường vũ sư phó. Nhưng mà chỗ kia trống rỗng, Duy không nhiều không rõ thời gian trường hà ở gian khắp nơi, cuối cùng dần dần không nhìn thấy đi. Vô dụng. Đời này luân hồi có lẽ là dính tới quá nhiều quan hệ nhân quả, thật sự dĩ vô pháp phơi bày ra, đạo đưa chúng ta không cách nào dò xét trong đó. Bắc Vương Sơn nói, tại sao sẽ như vậy? Hắn chẳng lẽ là trước kỷ nguyên còn sót lại người sao? Bắc Vương Sơn có quá nhiều không hiểu hắn cảm giác đường vũ trên người có rất nhiều bí mật. Là người khác không cách nào dò xét mà ra. Quanh. Vực ngoại một trận rung rẩy, vô số mơ hồ năm tháng trường hà ở thay nhau lóe lên. Cường đại khí tức ba động lan tràn tới. Phản phất ở xa xôi nơi, có người ở chinh chiến như thế. Như có như không khí tức màu đen đánh tới. Tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Như vậy khí tức, hình như là đường vũ trong luân hồi đi mau, đi mau. Vương cách mặt liền biến sắc, thúc giục mọi người. Bắc Vương Sơn cũng cảm thấy áp lực. Bởi vì này dạng khí tức màu đen thì không cách nào địch nổi. Quá mức đáng sợ. Chúng ta hay lại là đi mau. Bắc Vương Sơn nói, xem ra có người ở chinh chiến, đây là chúng ta thật sự không biết cảnh giới. Quanh. Phá liệt quan âm trường hà bên trong, thời gian mảnh vụn đang bắn tung một cái bạch y nữ tử máu me khắp người, chỉ là nàng lại sắc mặt băng hàng, mái tóc tung bay. Nhật thủy Ly Sơn lão mẫu đám người không dám tin nhìn một màn này. Nhất là trư bát giới, hắn ánh mắt long long nhìn nhìn lóe lên tới mảnh vỡ thời gian, ở trong đó lóe lên kia một tấm quen thuộc mà lại xa lạ mặt. Nhật thủy mái tóc tung bay, nhúng máu bạch y tung bay. Bàn tay trắng nõn quơ múa, hóa thành cự đại thủ ấn, về phía trước vỗ tới đen như vậy ảnh rốt cuộc là cái gì? Ngay cả nhược thủy cường đại, đều có chút vô pháp lực địch. Thật sự là quá mức đáng sợ. Chúng ta đi mau, nếu không đại chiến đánh vào dư âm lan tràn tới, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đem ta đợi nghiền nát. Chúng nhân sắc mặt tái nhật. Đều cảm giác được này cổ uy thế đáng sợ. Khi sợ sẽ là dư âm lan tràn tới, cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng nổi. Rầm rầm. Năm tháng trường hà đang bắn tung, không gian đều tại sụp đổ. Nhật thủy cả người hiển có nhiều chút điên cuồng, mái tóc vũ động. Quanh thân lóe lên cường đại khí tức ba động. Nàng một chưởng một chưởng tống ra. Từng đạo cự đại thủ ấn, vỡ vụn thời gian trường hà. Giống như là ở vô tận trong năm tháng qua lại lóe lên, cuối cùng toàn bộ đều rơi vào đạo hắc ảnh kia bóng người. Còn bất tử. Nhật thủy thanh âm vắng lặng quát lên lên tiếng. Chỉ là nàng khí tức từng trận không yên, nhìn ra nàng cũng bị thương không nhẹ. Đạo hắc ảnh kia cười hắc hắc, cuối cùng vẫn biến mất không thấy gì nữa. Như là cảm thấy chúng khí tức người, nhược thủy trong năm tháng quay đầu vừa nhìn, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người trư bác giới, thoáng dừng lại một chút, ngược lại nàng lần nữa đạp năm tháng trường hà lên, rầm rầm. Thời gian trường hà rung rẩy, mang theo nhược thủy bóng người, trong nháy mắt ở trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của trư bác giới phức tạp há miệng tự hồ muốn nói gì vậy rốt cuộc là cái gì lại lấy nhược thủy thực lực đối phó nó còn như thế tốn công tốn sức hậu thổ ngạc nhiên nói nàng ở chư thiên tiến bộ cường đại nhưng là nàng biết rõ đối mặt nhược thủy như cũ còn không phải là đối thủ ở thế giới thiên đạo bên trong nàng liền từng thấy qua nhược thủy cường đại nhưng mà cho dù như thế nhưng còn có đến nhược thủy sở ứng đúng không rồi địch nhân bọn họ thấy chẳng qua chỉ là chiến đấu cuối cùng. Không có nhân biết rõ, bọn họ cụ thể chiến đấu bao lâu. Hơn nữa cũng đều cảm giác được, nhật thủy tự hồ cũng là bị thương không nhẹ. Nhật thủy Trư bác giới cúi đầu, nhẹ nhàng kêu một câu, cái kia hồn khiên mộng nhiễu tên. Cho dù đã biết rõ thấy nhược thủy, đã không phải ngày xưa người. Nhưng trong lòng như cũ còn có khó mà che giấu sợ hãi. Không biết rõ, ở đường vũ tự mình trong luân hồi cũng có những thứ này hắc ám tồn tại chẳng lẽ nói đường vũ cùng bọn họ đại chiến quá nhưng là điều này sao có thể chứ mặc dù đường vũ quả thật cường đại vô cùng vượt xa chúng ta có thể đại chiến như vậy như vậy cường đại uy thế cũng như cũ không phải hắn có thể ngăn cản tất cả mọi người ngạc nhiên vô cùng càng nhiều là đối đen như vậy ám sợ hãi nếu như vậy sinh linh nếu như đối chư thiên xuất thủ sợ rằng toàn bộ chư thiên tự hồ cũng sẽ hủy diệt. Các ngươi đừng quên, đường vũ thần hồn bên trong còn có này một cổ lực lượng khác. Thương Minh nói, nếu như nói hắn và hắc ám đại chiến quá, cũng không phải là không có khả năng, nhưng chưa chắc là hắn, có lẽ là thần hồn bên trong cổ lực lượng kia nguồn. Hắn ngưng mắt nhìn trước mắt hỗn độn hư vô nói, hơn nữa ta cảm giác như vậy luân hồi, cũng chưa hẳn là đường vũ làm, không nếm không phải thần hồn bên trong người khác thao túng nghe thương minh nói như vậy người sở hữu đều cảm giác được có đạo lý chỉ là không biết rõ thần hồn bên trong của lực lượng này đối với đường vũ mà nói rốt cuộc tốt hay xấu ly sơn lão mẫu đám người không khỏi có chút lo lắng rầm rầm lần nữa từng đạo kinh khủng uy thế đánh tới tất cả mọi người đều mặc liền biến sắc vội vàng rời khỏi nơi này đại chiến như vậy quá kinh khủng căn bản không phải bọn họ có thể chống tự đường vũ từ mờ mịt trong hoảng hốt dần dần thanh tĩnh lại thật sự chuyện phát sinh từng màn xuất hiện ở trong đầu để cho hắn cũng hơi kinh ngạc càng khiến người ta kinh ngạc là kia mấy giọt máu mỗi một giọt máu đều mang vô thượng uy thế uy thế dư âm tuyên cổ bất diệt phía trước một đạo thân ảnh quen thuộc ngồi ở bờ sông hắn cầm trong tay cần câu tự hồ đang câu cá thiên thương đường vũ bật thốt lên mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là đường vũ như cũ liếc mắt liền nhận ra. Hơn nữa quanh người hắn mang theo khó như vậy lấy che giấu cái thế vô địch chi tư, đối với đường vũ mà nói, quá chín mùi tất rồi. Hắn khí tức quanh người nội liễm, ngồi yên lặng. Ánh mắt tự hồ chuyên chú ở toàn bộ trên mặt sông. Ngươi thật giả. Đường vũ đi tới, hỏi dò. Thậm chí hắn còn muốn đưa tay sờ một cái thiên thương, xác nhận một chút, này rốt cuộc là thật hay giả vậy còn ngươi thiên thương đột nhiên nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại lúc này thiên thương hắc phát như mực ánh mắt huyễn sáng mày kiếm nghiêng chạy dài tới tóc mai thật là anh tư cái thế vĩ đại vô song cho dù chỉ là ngồi ở chỗ này đều có một loại khí thôn sơn hà vô địch thế cùng lúc trước thấy cái kia trải qua tan thương thiên thương so sánh tựa như hai người như thế ta đường vũ hơi sững sờ tự nhiên là thật rồi hắn ngồi ở thiên thương bên cạnh, này hẳn không phải ngươi đi. Ta từng bái kiến ngươi nhiều lần, chỉ là khi đó ngươi. Vừa nói đường vũ lắc đầu một cái. Thiên thương không nói một lời, chuyên chú mặt sông. Trầm mặt chốc lát, đường vũ mới lên tiếng, ngươi đang làm gì? Nơi này căn bản cũng không có ngư. Thiên thương tự nhiên cũng biết rõ. Nhưng mà lại nắm cần câu ở chỗ này đi lang thang. Này mới khiến đường vũ không hiểu. Câu cá thiên thương từ tốn nói câu một cái đã chung cất diệt kỷ nguyên đường vũ kỳ quái nhìn hắn chỉ thấy thiên thương chậm rãi nâng lên cần câu ở lưỡi câu trên tựa hồ có nhất phương mơ hồ không gian phơi bày trong đó còn không chờ đường vũ tra xét rõ ràng cần câu đã lần nữa thùy lạc ở trong nước có ý gì đường vũ hướng bốn phía quan sát một chút bây giờ một màn này rốt cuộc là chân thực đang phát sinh hay là ta xuất hiện ở đi qua thời gian không đúng nếu như ta xuất hiện ở đi qua thời gian ta ngươi căn bản không khả năng như vậy nói chuyện với nhau bởi vì nhân quả chi lực là ngươi ta không chịu nổi đường vũ nhíu mày một cái cho nên hết thảy các thứ này sẽ không chân thực mà phát sinh ở giờ phút này chứ chẳng qua nếu như nói là chân thực phát sinh đường vũ cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng phát sinh đều là quá khứ mà ta cũng là đi qua thiên thương âm âm u u nói đột nhiên đem cần câu quan ra ngoài quanh nhất thời một vùng không gian phơi bày chỉ là lại tàn phá không chịu nổi phản phất đại chiến đi qua hiện đầy tan hoang với này phương bên trong không gian không có bất kỳ sinh mệnh người sở hữu hết thảy phản phất đều biến mất đường vũ không hiểu nhìn thiên thương ta là quá khứ ta ngươi là tương lai ngươi thiên thương nói mặc dù thân ở ở đây nhưng không phát sinh mâu thuẫn bởi vì ngươi ở mảnh không gian kia mà bây giờ không phải nơi này nghe vậy đường vũ có chút biết nói cho đúng hắn và thiên thương cũng phân thuộc bất đồng không gian bên trong này không phải quá khứ và tương lai cho nên hai người mới có thể như thế như vậy nói chuyện với nhau mà không bị nhân quả chi lực quấy nhiễu trước mắt thiên thương rất có thể là vô tận năm tháng trước đây thiên thương ở lại khác bên trong không gian một đạo thần niệm mà đường vũ cũng không phải này phương không gian. Thậm chí hắn đều không thuộc về vốn là phe kia không gian, hắn với tương lai tới. Như thế cũng không thuộc về với nhau không gian bên trong, tự nhiên được nhân quả chi lực quấy nhiễu. Cho nên mới có thể như vậy như thế hiệp đàm. Trầm ngâm một chút, đường vũ gật đầu một cái, ta thật giống như biết. Thiên thương cười nhạt, trong nụ cười mang theo không ai bị nổi ngông cùng ngang ngược. Có một loại vô địch tự tin phong thái nhìn như thế vĩ đại. Ta tại sao sẽ đột nhiên đi tới nơi này? Đường vũ không hiểu hỏi. Nhưng là càng nhiều hắn cho là nên là một loại luân hồi. Từ đó trong lúc bất chợt xuất hiện nơi này. Này cũng không phải là không có khả năng. Cũng tương tự có một loại khả năng là vô hình trung nhân quả dính liếu. Để cho hắn xuất hiện nơi này. Bởi vì ta ở chỗ này. Thiên thương một câu nói sẽ để cho đường vũ hoàn toàn minh bạch rồi quả nhiên là vô hình trung nhân quả dẫn dắt. Nếu như không có đoán sai, nhiều năm trước Thiên Thương cũng đã tính toán đến nơi này một màn. Đường Vũ giang tay ra, "Đại ca, ngươi đừng nói thâm ảo như vậy, được không?" Ngươi liền trực tiếp nói, "Ta đột nhiên xuất hiện ở nơi này, ngươi có phải hay không là có chuyện gì nhỉ? Ta của quá khứ, tương lai ngươi, như vậy nói chuyện với nhau không phải rất tốt sao?" Thiên Thương ngang ngược nói, "Huống chi bằng vào ta khả năng có chuyện gì là ta không giải quyết được đây vừa nói thiên thương ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống tự hồ nghĩ tới điều gì hắc ám kinh khủng ngươi liền không giải quyết được đường vũ ở tâm lý khinh thường lẩm bẩm một câu ngươi phe kia không gian đã giữ vững không được bao lâu thiên thương đột nhiên nói dĩ nhiên hết thảy các thứ này chắc hẳn ngươi cũng biết một ít đường vũ ngưng mắt nhìn trước mặt bóng mờ hắn đá lên một tảng đá bay xuống rồi trong sông văng lên một ít nước ta tự nhiên biết rõ một ít. Nhưng nếu như có thể, ta muốn để cho đầy đủ mọi thứ cũng tồn tại lâu một chút, ở lâu một chút. Hắn ngẩng đầu hướng thiên thương nhìn, bởi vì ta không muốn đi các ngươi đường xưa. Vô luận là nam tử tóc trắng, hay lại là thiên thương. Theo đường vũ, bọn họ đều là thật đáng buồn. Thậm chí nói là chối bỏ lúc ban đầu chính mình, cũng buông tha tự mình hy vọng, ở vô tận năm tháng cô độc trung không tiếp tục kiên trì được đem thật sự có hy vọng giao cho hắn. Muốn cho hắn đi chịu đựng hết thảy. Đi hoàn thành năm xưa bọn họ thật sự chưa hoàn thành sự tình. Nam tử tóc trắng là muốn đảng diệt hắc ám, dĩ nhiên thiên thương cũng là như vậy. Nhưng là càng nhiều là muốn vạn cổ tái hiện, muốn cho những thứ kia chết đi điêu linh, lần nữa trở lại bên cạnh mình. Cho nên mới đi lên như vậy một cái thuế biến con đường. Mà thiên thương cũng là chịu tải hắn hy vọng nhân phỏng chừng lúc ấy thiên thương minh trắng hết thảy, đã từng dãy dụa phản kháng quá. Nếu không thiên thương cũng sẽ không một thân một mình, tiến vào hắc ám tổ địa. Nhưng là cuối cùng hắn như cũ còn phát hiện mình không thay đổi được cái gì. Thậm chí ngay cả hỗn độn nhất tộc cũng đảng diệt vô tồn. Cho nên hắn cũng tiến hành một loại luân hồi, chia ra chính mình. Làm cho mình mờ mịt ở năm tháng trường hà bên trong du đảng, có chút người không ra người quỷ không ra quỷ thậm chí hắn tự hồ cũng đã quên mất mình là ai, cũng không biết rõ đến từ đâu. Nói đến, thật đúng là thật đáng buồn nha. Vì đảng diệt những thứ này hắc ám, bao nhiêu người bỏ ra đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà với vạn cổ chư thiên thật sự còn sót lại xác thực lại vừa là tiếng xấu. Mặc dù đường vũ lúc ấy lấy đại pháp lực hiện ra vạn cổ. Nhưng là một ít bảo thủ người, dù cho biết rõ hết thảy các thứ này đều là thật. Ngại vì tiên các thực lực cường đại, cũng như cũ làm bộ như hết thảy các thứ này đều là giả thiên thương vui vẻ yên tâm cười một tiếng ngươi so với chúng ta bền bỉ dừng một chút thiên thương tiếp tục nói có thể có lúc ngay cả như vậy cũng là không thay đổi được cái gì như hắn như ta như lúc trước người sở hữu thiên thương nói chúng ta đều là kiên cường cho là bằng vào chính mình sức một mình có thể thay đổi càng khôn lật đổ thiên luân nhưng cuối cùng đơn giản chính là trong năm tháng còn sót lại một luồng cô hồn thôi cô độc để cho người ta quên mất thời gian quên mất ánh sáng thậm chí ngay cả một số người đều quên thiên thương thần sắc có chút bi ai loại này cô độc ngươi là không hiểu nhưng là sau này ngươi như thế sẽ thể nghiệm đến ngươi sẽ so với chúng ta càng đáng sợ hơn bởi vì chúng ta tìm được giải thoát biện pháp mà ngươi cũng không biết đường vũ hừ một tiếng vậy thì thế nào dù cho thật vạn của cô độc như vậy ta lại lần nữa trọng tố luân hồi, thâm vào trong luân hồi, đi ở ở ta quan tâm hết thảy. Có lẽ hắn cuối cùng một ngày nào đó sẽ đi lên bọn họ năm xưa thật sự đi qua con đường. Cũng có thể chỉ còn lại chính mình. Nhưng theo đường vũ, nếu quả thật đến khi đó, hắn lại lần nữa tạo nên luân hồi. Đi ở ở ngày xưa hết thảy. Để cho bọn họ đi cùng ở bên cạnh mình. Luôn nói đến, cùng nam tử tóc trắng như thế giống như nay hắn thật sự trải qua đơn giản chính là một trận tự mình trung tâm mà sáng lập luân hồi thôi nghĩ như vậy đường vũ đột nhiên có chút buồn bực đã như vậy hắn còn được nước cái gì nha trực tiếp ở chỗ này vĩnh cửu trầm luân đi xuống không cũng giống vậy sao bất quá không tới một bước cuối cùng kia ai biết rõ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào thiên thương cười một tiếng ngưng mắt nhìn đường vũ cái này không đến chính mình hoặc giả nói là chính mình một bộ phận chỉ sợ khi đó ngươi ngay cả luân hồi đều không cách nào sáng lập vừa nói thiên thương vung tay lên không nói những thứ này hắn chỉ chỗ kia tàn phá không gian đi 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 nơi đó chuẩn bị cho ngươi một ít gì đó nói xong thiên thương lần nữa ngồi ở bờ sông giờ phút này hắn bóng người nhìn có chút phiêu hốt mộng ảo đứng lên tự hồ giống như là một cái hư ảnh nhất dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan bất quá đường vũ cũng biết rõ nơi này bất quá chỉ là một đạo chấp niệm thiên thương cũng không cách nào lâu dài tồn tại ở này tiêu tan là tất nhiên nghĩ như vậy đường vũ ngầm thở dài ngưng mắt nhìn thiên thương bóng người hắn đột nhiên có một loại muốn quỳ xuống đất cho hắn dập đầu ba cái cảm giác thực ra cái này không cũng không tính là cái gì thuộc về bái chính mình đây đường vũ thu hồi ánh mắt hướng mảnh không gian kia nhìn chỉ cảm thấy từng tầng một không gian thác loạn phản phất đầy đủ mọi thứ ở trước mắt cũng nhăn nhó. Nhiều tầng không gian trọng điệp. Này không phải một nơi không gian, mà là nhiều tầng không gian, toàn bộ tụ tập ở này. Nhưng là không gian với nhau giữa, tại sao không có phát sinh lẫn nhau hướng đây? Đường vũ có chút không hiểu. Không gian pháp tắc thi triển, đi sâu vào đến trong đó. Một khắc cuối cùng hắn quay đầu hướng thiên thương nhìn tới. Thiên thương như cũ vẫn ngồi ở bờ sông. Chỉ là hắn bóng người ở bắt đầu dần dần trở thành nhạt Ở trong gió càng phát ra mơ hồ Cuối cùng Hắn bóng người giống như là hóa thành vi trần một dạng bồng bình ở trong gió, biến mất không thấy gì nữa. Thiên thương thần niệm biến mất. Có lẽ hắn còn sót lại này sợi thần niệm, đơn giản chính là đang đợi mình đến. Theo đường vũ đến, này ti thần niệm cũng hoàn thành chuyện mình. Đường vũ đi sâu vào này phương không gian trọng niệm chỗ vừa mới bắt đầu ngày mới thương thần niệm chỗ chỗ kia không gian, cũng bắt đầu vỡ nát, cuối cùng hóa thành một đạo cường đại vô cùng sức mạnh to lớn, dung nhập vào này nhiều tầng không gian thay nhau bên trong. Quanh Phản phất là cổ kim tương lai thời không mảnh vụn lóe lên ở trước mắt. Hết thảy các thứ này nhìn như thế quen thuộc mà lại xa lạ. Quanh Phản phất chỉ là trong nháy mắt, đường vũ đã đi sâu vào trong đó. Nhưng là không gian mâu thuẫn chèn ép lực, suýt nữa đưa hắn nhục thân đều phải nghiền ép nghiền nát thật là kỳ quái như vậy không gian trọng điệp với nhau giữa nhìn như mâu thuẫn nhưng là lại giữ ở một loại trạng thái thăng bằng chỉ cần sự cân bằng này trạng thái đánh vỡ như vậy không gian với nhau xung đột lẫn nhau sợ rằng sẽ trực tiếp đưa đến nơi này nghiền nát như vậy không gian thăng bằng còn thật là số tiền khổng lồ đường vũ tự nhận là hắn là không làm được ở chỗ này hắn đều phải không ngừng thi triển không gian pháp tắc. Nếu không toàn bộ không gian lẫn nhau trùng lực lượng, sẽ đem hắn nghiền ép nghiền nát. Không ngừng hướng bên trong không gian đi. Lúc này Đường Vũ mới phát hiện, chỉ sở dĩ không gian giữ như vậy trạng thái thăng bằng bên dưới, là có một cổ lực lượng kỳ dị ở trong đó. Theo Đường Vũ hướng trung tâm đến gần đi, một cái luân bàn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Giống như là không lâu trước đây, hắn tiến vào hắc ám nơi sở chứng kiến cái kia luân bàn như thế nhưng là cái này luân bàn trên lại tản ra cự đại vĩ lực hơn nữa nó là duy trì như vậy không gian thăng bằng trung tâm ở luân bàn bên trên thậm chí có chín tiểu tiểu chỗ trũng theo luân bàn từng trận xoay tròn từng đạo lực lượng đáng sợ từ trong đó lan tràn mà ra đây chẳng lẽ là căn cứ hắc ám nơi luân bàn sáng tạo mà ra đường vũ hít vào một hơi bạo tay như thế chỉ có nam tử tóc trắng kia mới có thể làm được. Theo không ngừng hiểu nam tử tóc trắng này thủ đoạn, đường vũ cũng liền càng phát ra nghiêng bội mà bắt đầu. Hắn thật là vạn cổ duy nhất, cái thế kỳ tài. Không nói trước bản thân hắn chiến lực cường đại, chính là như vậy lần lượt bố trí, thật sự còn sót lại thủ đoạn, cũng để cho nhân không theo kịp. Ngưng mắt nhìn xoay tròn luôn bàn. Đường vũ mơ hồ cảm thấy bất đồng bản nguyên khí hơi thở nơi này phơi bày, mặc dù như vậy bản nguyên khí hơi thở có chút bất đồng nhưng là cơ bản giống nhau vo ve không gian từng trận vặn vẹo tám giọt kiều diễm muốn chảy máu ở không cùng tuổi nguyệt trường hà bên trong thoáng hiện mà tới mỗi một giọt máu đều mang cường đại vô cùng uy thế dù cho bây giờ đường vũ tu vi hắn đều cảm giác được tâm cảnh mỗi một giọt máu tự hồ cũng có thể trấn áp vạn gu chi như vậy huống chi bây giờ này mấy giọt máu lại đồng thời xuất hiện. Đường vũ trên khẽ một tiếng, bóng người ở không gian pháp tắc bên trong không ngừng lóe lên. Này mấy giọt máu bi thế quá mức đáng sợ. Bốn phía gian cũng phát ra từng trận nổ ầm, tự hồ muốn không chịu nổi như vậy bi thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Luân bàn xoay tròn, phát ra từng trận nhu hòa lực lượng vững chắc bốn phía. Tám giọt huyết giống như giống như có linh tính một dạng rơi vào luân bàn lõm xuống chỗ rầm rầm luân bàn nhanh chóng xoay tròn ngưng mắt nhìn người cuối cùng lõm xuống chỗ đường vũ thoáng do dự một chút một giọt tinh huyết bay xuống mà ra lạc ở trong đó quanh một đạo sáng chói vô cùng bạch quang với luân bàn trên lóe lên mà ra toàn bộ chư ngày đều đang run rẩy tự hồ đầy đủ mọi thứ đều phải vỡ nát vào giờ khắc này rầm rầm nhiều tầng không gian thay nhau lực lượng vào thời khắc này lại mâu thuẫn tới đem luân bàn bên trên này cổ đáng sợ uy thế miễn cưỡng ép xuống ông luân bàn khẽ rung phát ra vang ong ong âm thanh lần nữa an yên lặng xuống như cũ giống như ngay từ đầu như vậy không nhanh không chậm xoay tròn nhưng là khi chính dọc huyết lại càng phát ra quỷ dị với nhau liên kết ngược lại lại tách ra rầm rầm một nơi không gian đột nhiên rõ ràng khí tức phản phất đè xuống còn lại không gian, tự hồ bị nó cắn nuốt như thế. Quanh. Chỗ kia không gian đột nhiên băng liệt, hóa thành một đạo thuần túy nhất bản nguyên khí hơi thở. Không có vào đến đường vũ căn nguyên bên trong. Cổ hơi thở này thuần túy vô cùng, giống như là trải qua thiên truy bách luyện. Cường đại lực lượng đáng sợ, ở đường vũ căn nguyên bên trong tùy ý ngang dọc đến. Đường vũ không bị khống chế tựa như chợt quát một tiếng hắn chỉ cảm giác mình căn nguyên tùy thời có thể vỡ nát như thế ông luân bàn bên trên đột nhiên bạo phát ra một đạo sáng mờ đem đường vũ bao phủ ở rồi đường vũ cả người nằm ở luân bàn trên không gian đang không ngừng sụp đổ cũng hóa thành thuần túy nhất bản nguyên khí hơi thở dung nhập vào đường vũ căn nguyên bên trong tự mình luân hồi không gian mà thành là ngày xưa lấy bản nguyên khí hơi thở mà tạo nên như kim không gian sụp đổ, những bản đó nguyên khí hơi thở tự nhiên phục vị. Nhưng là đáng sợ như vậy uy thế thật sự là quá mức cường đại. Nếu như không phải luân bàn bột phát ra từng cổ một nhu hòa lực lượng. Sợ rằng tại chỗ thì phải để cho đường vũ căn nguyên nghiền nát. Chính giọt huyết càng phát ra diêm dúa lẳng lơ mà bắt đầu. Theo không gian không ngừng nghiền nát, từng giọt huyết, từ luân bàn bên trên lên, không có vào đến năm tháng trường hà bên trong. Trong đó cũng bao gồm đường vũ giọt kia huyết Quanh Luân bàn đột nhiên nghiền nát Bốn phía đầy đủ mọi thứ Phản phất cũng hóa thành hỗn độn Từ bốn phương tám hướng tập lại ký tức Hợp thành một cụ nhục thân Hóa thành đường vũ bóng người Bản nguyên khí hơi thở không ngừng dung hợp Chỉ là đường vũ lại đau khổ vô cùng Tự mình căn nguyên cũng xuất hiện từng đạo vết rách Ngược lại tu bổ Lần nữa băng liệt Như thế lặp đi lặp lại hành hạ để cho hắn có chút đau đến không muốn sống. a à. Đường vũ đột nhiên chợt quát một tiếng. Bốn phía tinh thần thay đổi liên tục, có số ngôi sao nghiền nát ở giờ khắc này. Một lát sau, đường vũ đột nhiên đứng dậy. Mắt của hắn mắt như điện, tóc trắng cuồng vũ. Quanh thân chảy xuôi cường đại vô cùng khí tức. Cho dù chỉ là như vậy đứng lặng lặng ở đây, đều có thể khiến người khác cảm giác kia cường đại vô cùng uy thế phản phất có thể trấn áp cổ kim. Lần này đột phá lại to lớn như thế, trực tiếp vượt qua đạp thiên kính, bước vào đến vô cực. Đừng xem bây giờ Đường Vũ thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhưng là hắn lại biết rõ, muốn đuổi theo tiểu Linh đám người bước chân, còn có đoạn đường này phải đi. Nghĩ như vậy, nhất thời đột phá mừng rỡ có chút ảm đạm rồi. Bất quá ở Đường Vũ cho là, lấy hắn bây giờ cảnh giới, toàn bộ chư ngày đều có thể xông pha thậm chí hắn cũng đang lo lắng có muốn hay không đi tiên các đi bộ một vòng đi tìm tiên các vị lão tổ kia tán gẫu một chút thuận tiện để cho hắn có thể hướng dẫn chính mình một phen tu luyện vấn đề này tự hồ cũng không phải là không thể còn thật là số tiền khổng lồ nha đột nhiên một giọng nói vang dội lên nhất thời để cho đường vũ giật mình một cái thần niệm dò xét một phen lại không thu hoạch được gì ngươi là ai đường vũ hỏi nhưng mà hắn lại trầm tư âm thanh như vậy để cho hắn có chút quen thuộc tự hồ ở địa phương nào đã nghe qua ta đúng là vẫn còn xem thường hắn giọng nói kia có chút tang thương thở dài một cái hắn quả nhiên không phải là ta có thể địch năm xưa cùng hắn chinh chiến qua một lần ta hẳn coi đây là vinh đường vũ đột nhiên kinh hô lên nhất thanh ngươi là trong thành trống không người kia âm thanh như vậy để cho đường vũ cảm thấy quen thuộc ở cộng thêm lão giả này lời nói. Giờ khắc này rốt cuộc để cho đường vũ nhớ tới, hắn là ai? Cũng chính là trong thành trống không, cùng hắn đã từng đánh cờ quá người kia. Hơn nữa còn ngang ngược vô song nói, giỏi mắt chư thiên, trừ chính bình bên ngoài, ở vô cùng hắn đánh cờ người. Lão giả trầm mặt một chút, không sai. Thanh âm của hắn có chút khí hư đứng lên, năm đó cùng hắn đánh một trận, bại vào tay hắn, cho nên ta vào ở không thành, vì hắn bảo vệ phía kia thành trì. Theo ta ngươi giữa đánh cờ kết thúc, thời gian cũng đến, cho nên ta cũng rời đi không thành. Bất quá là năm đó ta từng nói qua, đời này có lẽ ta sẽ truyền dính vào một cước. Dù sao như vậy bị bọn họ không ngừng nghỉ đuổi giết, ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Lão giả thanh âm mang theo nồng nặc mệt mỏi cùng tang thương. Đối với lão giả này, đường vũ cũng không biết rõ hắn rốt cuộc là ai, nhưng là năm xưa nếu cùng nam tử tóc trắng đại chiến quá, nhất định là một cái vô cùng đáng sợ cường giả. Hướng bốn phía dò xét một vòng, đường vũ nói, đã như vậy, tiền bối có thể hay không hiện thân gặp mặt. Ta ở năm tháng trường hà bên trong, nếu như ngươi không sợ đem những thứ kia kinh khủng gia hỏa đưa tới, ta tự nhiên có thể hiện thân gặp mặt. Lão giả hừ một tiếng. Đường vũ khoát tay lia lịa, đây là tạm biệt, tiền bối ngươi chính là ở đi bộ một chút đi. Hắn cảm thấy có ánh mắt tự hồ đang nhìn chăm chú hắn. Ha ha, ngươi cái bộ dáng này, cùng cái tên kia thật đúng là càng ngày càng giống. Lão giả ha ha cười to. Ông. Một đạo thân ảnh hiện lên. Bất quá đường vũ lại biết rõ này không phải bản thể, bất quá chỉ là phân thân thôi. Lão giả một đầu bạch tóc như tuyết, nhưng mà dung nhan lại nhìn chỉ có hơn 20 tuổi dáng vẻ. Đôi mắt như sao như vậy sáng chói. Cả người khí tức nội liễm, nhưng quanh thân tự nhiên làm theo chảy xuôi một cổ khí tức cường giả nhìn ngươi ta đột nhiên nghĩ đến cái tên kia lão giả thở dài một cái vốn là vẫn cho là ta bất quá so với hắn mạnh hơn một tầng thôi bây giờ ta mới biết rõ hắn đáng sợ cùng cường đại là bất luận kẻ nào cũng không cách nào so sánh ta vẫn cho là năm đó trận chiến ấy mặc dù ta thua rồi nhưng bất quá chỉ là yếu hơn một tia nhưng mà bây giờ ta lại hiểu hắn căn bản cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực đường vũ cũng không nói lời nào bởi vì đối với nam tử tóc trắng kia cường đại hắn thật là chân thiết cách cảm nhận được đó là chân chính cái thế vô địch vạn cổ duy nhất cường đại nhưng lập tức xử như vậy thì như thế nào trong bóng đêm còn có này giống như hắn cường đại nhân vật đáng sợ đây hơn nữa còn không chỉ là một vị bại vào tay hắn ta tâm phục khẩu phục lão giả thở dài một cái, nhiều năm trước ta chưa từng cùng các ngươi chinh chiến hắc ám, bây giờ nghĩ đến lại vẫn còn có chút tiếc nuối. Nếu quả thật có cơ hội, có thể làm lại, có lẽ hắn liền sẽ không như thế lựa chọn. Nhiều năm như vậy ẩn ẩn nấp nấp, nhưng thủy chung đều tại những thứ kia hắc ám đuổi giết bên trong. Mặc dù có thể sống đến bây giờ, là bởi vì những lão tổ kia ngủ say, nếu không chỉ sợ hắn cũng sớm đã bỏ mình. Ở dạng này trong loạn thế, không có ai có thể không quan tâm. Khi sợ sẽ là ngươi tự cho là đúng, cho là mình có thể, dù là chỉ muốn vô dục vô cầu còn sống, nhưng là những thứ kia nhân vật khủng bố, cũng sẽ không cho phép. Sinh không thể khống chế. Tử cũng không có thể tự bản thân. Nói đến này hình như là thật sự có sinh linh thật đáng buồn. Cho nên, nếu như ngươi thật trở về ngày hôm đó, ta có lẽ có thể kèm theo ngươi mà chiến. Lão giả ngưng mắt nhìn đường vũ trầm giọng nói nhưng là đường vũ từ hắn trong con mắt cảm thấy hắn tự hồ không phải đang nhìn mình mà đang nhìn năm xưa cái kia không thể địch nổi cường đại nam tử quanh năm tháng trường hà bên trong từng trận run rẩy mơ hồ có thể thấy lần lượt từng bóng người ở năm tháng trường hà bên trong lóe lên cấp tốc mà trì mà trước tiên người đó chính là lão giả này lão giả thở dài một cái bao nhiêu năm ẩn núp bao nhiêu cường giả cũng tránh bất quá bọn hắn đuổi giết bên trong đã như vậy, lúc ấy vì sao còn phải ẩn nút, mà không buông tay đánh một trận đây. Hắn bản thể đang bị người khác đuổi giết. Đường vũ tự nhiên nhìn ra. Bất quá sau lưng những hắc ảnh kia uy thế, tự hồ không làm gì được rồi hắn. Cái này làm cho đường vũ có chút không hiểu. Đã như vậy vì sao còn phải chạy trốn đây? Vo ve. Một trận dồn dập tiếng đàn vang dội lên. Một tọa cự đại điện đường ở năm tháng trường hà bên trong mơ hồ phơi bày tán tiên điện Mà tiếng đàn chính là từ trong điện truyền tới Tiếng đàn dồn dập, tràn đầy vô tận đáng sợ khí sát phạt Trận trận tiếng đàn, chấn động ở năm tháng trường hà bên trong Hóa thành vô số băng nhận, xông về kia từng đạo hắc ám bóng người Quanh Tán tiên điện bay lên Mang theo tiếng đàn hướng về kia từng đạo hắc ảnh trấn áp tới Nhất thời năm tháng trường hà tung tóe, từng trận vạn vẹo phản phất cổ kim tương lai cũng thác loạn ở giờ khắc này. Đường vũ không dám tin nhìn một màn này. Đối với tán tiên điện hắn tự nhiên không xa lạ gì. Tuy nhiên lại không nghĩ tới tán tiên điện điện chủ lại cường đại đến trình độ như vậy. Chỉ một lấy cầm âm, khống chế tán tiên điện liền trấn áp mấy cái hắc ám nhân vật khủng bố. Ông! Tán tiên điện bay lên trời. Nghiền nát kia từng đạo thân ảnh màu đen, hóa thành từng đạo mơ hồ đen nhánh sương mù, hướng xa xa bồng bềnh quanh tán tiên điện lần nữa trấn áp mà tới Khi từng đạo hắc khí không có vào đến tán tiên điện bên trong a à. có không cam lòng thanh âm từ tán tiên điện bên trong truyền tới đang gầm thét ngươi không trấn áp được chúng ta ngày khắc hắc ám chi nguyên trọng nhập đất cho thuê ta sẽ chờ lần nữa hồi phục trở về nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha sở hữu hắc khí toàn bộ đều dần dần không nhìn thấy ở tán tiên điện bên trong. Quanh! Đáng sợ uy thế đột nhiên đánh tới. Tán tiên điện lại từ năm tháng trường hà bên trong miễn cưỡng vọt ra. Nhất thời đường vũ cả kinh, không khỏi lui về sau hai bước. Nói thật, hắn có chút sợ hãi. Lúc đó ở chư thiên bên trong, tán tiên điện khống chế mọi người, lấy chúng sinh vì cờ, tiến hành một trận tỷ thí. Tự hồ chư thiên chúng sinh ở trong mắt nàng giống như một loại trò đùa, hoàn toàn không quan tâm. Lão giả hơi nhíu mày. Cút. Tán tiên điện bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng khẽ kêu. Cùng lúc đó một đạo cường đại khí tức lồng trùng lên trên người lão giả. Vốn là đường vũ trực tiếp chuẩn bị liền chạy. Nhưng là phát hiện lời này căn bản không phải tự nhủ. Nhất thời hắn đứng tại chỗ, có chút mộng bức, đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Tán tiên điện điện chủ, tự hồ so với hắn thật sự nhận biết bất kỳ một cái nào nữ tử cũng mạnh hơn một ít. Chỉ là không biết rõ cực bắc chi địa cái kia tóc trắng nữ tử, cùng nàng so sánh rốt cuộc ai mạnh hơn. Mặc dù hắn không có bái kiến cái kia tóc trắng nữ tử xuất thủ, nhưng là đường vũ có thể cảm giác, nàng nhất định cũng là vô cùng cường đại. Về phần lạc kinh yên, tiểu linh, tự hồ cũng phải yếu hơn các nàng một ít. Nếu không ta liền nghiền nát ngươi, liên đới ngươi bản thể tán tiên điện bên trong thanh âm giống như ngân linh một loại thanh thúy tuy nhiên lại tràn đầy không nghi ngờ gì nữa ngang ngược lão giả cười nhạt nhiều năm như vậy tính khí của ngươi vẫn như cũ như thế nha ta cái dạng gì yêu cầu ngươi tới nói sao ngươi tính là thứ gì bất quá chỉ là một cái tham sống sợ chết tiểu nhân thôi cúc cho ta tán tiên điện bên trong truyền tới âm thanh đường vũ nín thở chỉ cảm thấy tán tiên điện điện chủ thật sự là quá ngang ngược lại đối lão giả này nói chuyện như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tự hồ lão giả này còn không có gì tính khí. Lão giả thở dài một cái, năm đó là ta không đúng, không từng tố đánh với đó một trận, ta vốn cho là chỉ cần không nhúng tay vào hết thảy, đơn giản còn sống liền có thể, nhưng là bây giờ phát hiện, thật sự là ta quá mức ngây thơ. Hừ, ngươi so với ta còn sớm một cái kỷ nguyên. Trải qua luân hồi, so với ta càng nhiều còn như thế ngây thơ cho là Ngươi nhiều năm như vậy là sống ở trên người cậu đi sao? Trưởng đầu óc sao? Tán tiên điện điện chủ nói Khóe miệng của đường vũ có chút co quắp một cái Hắn lần nữa âm thầm lui về sau một ít Chủ yếu là hắn có chút bận tâm Hai người sẽ làm Đến thời điểm liên lụy chính mình Lúc ấy đúng là ta ngây thơ Lão giả nói Liền ngọc thanh ngươi cút cho ta Cút xa chừng nào tốt chừng nấy đừng ép ta động thủ. Khoanh Tán tiên điện bên trong đáng sợ uy thế đánh tới. Ngay sau đó du dương tràn đầy trường cầm âm thanh chậm rãi vang lên. Giống như mưa phùng đánh rớt chuối tây thanh minh, hoặc như là thiên quân vạn mã chém giết, tràn đầy vô tận đáng sợ khí sát phạt. Ta cho ngươi biết, nếu nhiều năm trước ngươi khoanh tay đứng nhìn, như vậy lần này càng không cần ngươi. Ngươi tính là thứ gì? Thanh âm ở tiếng đàn trung truyền tới lão giả nổi lên một nụ cười khổ nhiều năm trước là ta tham sống sợ chết nhưng là lần này nếu như có thể ta là thật muốn hết một phần lực dù là chết trận nơi này hắn nhìn tán tiên điện người cái này nha đầu nhiều năm như vậy tiến bộ rất lớn nhưng như cũ còn không phải đối thủ của ta vậy thì thử một chút quanh tán tiên điện đột nhiên lơ lửng giống như là sừng sững ở vạn cổ năm tháng cuối đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều đi xa tự hồ chỉ có như vậy một tòa cung điện sừng sững ở này, có thể sừng sững ở năm tháng cuối, vạn cổ bất hủ. Đường vũ miễn cưỡng rùng mình một cái. Bóng người lóe lên, thoáng qua giữa thối lui ra mấy trăm ngàn dặm. Tán tiên điện uy thế quá mức đáng sợ. Hắn có chút không chịu nổi. Ngươi cái này nha đầu tính khí hay lại là như vậy nóng nảy. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, ta này không phải bản thể, hơn nữa ta cũng không muốn cùng ngươi đánh nhau quanh tiếng đàn đột nhiên dồn dập bốn phía mơ hồ xuất hiện lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng hướng lão giả ép tới lão giả trên mặt nổi lên một tia hơi giận ngươi cái này nha đầu làm sao lại không nghe lời đây quanh lão giả quanh thân uy thế biến đổi trong hai mắt đột nhiên bột phát ra một đạo đạo tinh quang hắn đưa tay ra tiện tay trích tinh về phía trước vẫy đi ngươi có tư cách gì để cho ta nghe lời đây Ngươi đoán là cái gì? Điện chủ thanh âm như củ tràng đầy ngang ngược. Đường Vũ có một loại để cho nàng đại tỷ cảm giác. Hắn từng ở cực bắc chi địa, bái kiến cái kia lạnh như băng sương tóc trắng nữ tử, cũng bái kiến là kinh yên cường đại. Nhưng là các nàng tự hồ cũng không bằng này cái nữ tử ngang ngược. Ngươi cái này nha đầu. Vừa nói lão giả lắc đầu thở dài, thôi thôi, ta biết rõ cái này chư thiên tự hồ chỉ có một người có thể quản được rồi ngươi vừa nói hắn quay đầu nhìn đường vũ liếc mắt. Ta không chọc nổi ngươi, ta đi còn không được sao. Lão giả có chút bất đắc dĩ. Thân ảnh biến mất ở nơi này. Quanh. Tiếng đàn không ngừng, giống như là hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, truy đuổi vào năm tháng trường hà bên trong, tự hồ muốn tìm lão giả bản thể mà chiến. Hừ. Nhẹ trên một tiếng, tiếng đàn dừng lại ở giờ khắc này. Tán tiên điện từ trời cao chậm rãi lơ lửng xuống rơi vào trước mặt đường vũ cách đó không xa. Cái này làm cho đường vũ có chút cuốn quyết. Khi sợ sẽ là muốn đi, tự hồ cũng không đi được. Bởi vì hắn cảm thấy điện chủ tự hồ ngay tại ngưng mắt nhìn hắn. Cái này tiền bối, nếu như không có chuyện tình khác, vãn bối liền cáo từ. Đường vũ nói. Loại áp lực này quá lớn. Để cho hắn cảm giác cả người cũng không được tự nhiên nhất là hắn cho là tán tiên điện điện chủ tự hồ có hơi hỉ nộ vô thường vạn nhất một câu nói đụng phải nàng giết chết chính mình cũng là có thể cho nên để tự thân an toàn nghĩ đường vũ chuẩn bị rút lui tiền bối có chút phức tạp thanh âm từ tán tiên điện bên trong truyền tới gọi ta tuyết nhi liền có thể ngạch cái này làm cho đường vũ hơi sững sờ tuyết nhi trong mắt của hắn nổi lên một chút ảm đạm Lăng tuyết dáng vẻ ở trước mắt chợt lóe lên. Hắn tìm khắp chư thiên, từ đầu đến cuối cũng không có tìm được lăng tuyết. Phản phất nàng biến mất ở rồi này chư thiên như thế. Ngạch, tiền bối, tuyết nhi. Đường vũ cười khang một tiếng. Tiếng xưng hô này để cho hắn vẫn còn có chút không có thói quen. Một trận sốc xếp cầm âm vang dội, giống như là ngón tay lơ đảng vạch qua dây đàn như thế. U thanh âm từ tán tiên điện bên trong truyền tới, có người khi dễ ngươi sao nếu như có, ta liền đi giết hắn. Trong mơ hồ từ âm thanh như vậy nghe được từng tia run rẩy. Cái này làm cho đường vũ cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn nữa tán tiên điện điện chủ, đối với hắn tự hồ không có chút nào ác ý. Thậm chí ngay cả thanh âm đều mang một tia cẩn thận từng ly từng tí run rẩy. Ngạch, không có, không có. Đường vũ khoát tay lia lịa, không người nào dám khi dễ ta. Thực ra hắn rất muốn nói một câu, cho ta tiêu diệt tiên cát đi. Phỏng chừng này cái nữ tử thật sẽ trực tiếp xuất thủ. Bởi vì từ trong lời nói của nàng, đường vũ nghe được là không có bất kỳ đùa giỡn thành phần. Một trận sốc xếp cầm âm lần nữa vang dội, u u thanh âm, hướng mang theo muôn đời không tan tan thương, vậy thì tốt. Nếu như có nhân khi dễ ngươi, liền nói cho ta biết, ta giết hắn đi. Tiếng đàn u oán triền miên, phản phất lại mang vô tận nhớ nhung. Ở trên đời này chỉ cần ta sống, sẽ không có người có thể khi dễ ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, giống như là khi còn bé ngươi bảo vệ ta như vậy. Thanh âm yếu ớt còn như mũi kêu như thế, ở tiếng đàn trung như ẩn như hiện. Nếu như không phải cẩn thận nghe, căn bản là không nghe rõ. Ngạch, cảm ơn trước. Cảm ơn. Đường vũ cười khang một tiếng. Hắn vẫn còn muốn đi. Bởi vì ở chỗ này áp lực quá lớn. Như là cảm thấy đường vũ áp lực, tán tiên điện điện chủ âm âm u u nói ngươi đừng lo cái gì ở trên đời này ta có thể giết bất luận kẻ nào nhưng là ta duy chỉ có sẽ không làm thương tổn ngươi dù là ngươi muốn giết ta ta đều có thể cho ngươi đường vũ ngưng mắt nhìn tán tiên điện nói ngươi nói là ngày xưa người kia đi nhưng là ta đã không phải hắn có khác nhau sao có bởi vì ta là đường vũ trong mắt của ta không có khác nhau chút nào tán tiên điện bên trong thanh âm u, u vang dội chỉ sở dĩ ngươi còn không biết rõ ta là ai, là bởi vì ngươi còn không có hoàn toàn dung hợp căn nguyên trí nhớ. Tán tiên điện bên trong tiếng đàn từng trận rung rẩy Tự hồ như nói đánh đàn lòng người cảnh hỗn loạn. Tiếng đàn từng trận rất dài vang dội. Không biết rõ tại sao, ở dạng này tiếng đàn trung đường vũ đột nhiên cảm thấy một trận an lòng. Còn có này một loại thư thái sau cảm giác mệt mỏi thấy. Ngươi và hắn quan hệ thế nào? Đường vũ đột nhiên hỏi dò ông tiếng đàn một trận run rẩy ngay sau đó hơi ngừng ba thanh thúy thanh âm hưởng triệt lên phản phất toàn bộ trong thiên địa đều yên lặng đi xuống không khỏi đường vũ vào giờ khắc này nín thở trầm mặt rất lâu sau đó mới có đến thanh âm từ tán tiên điện bên trong truyền ra dây đàn chặt đứt lời này để cho đường vũ sửng sốt một chút cái gì gọi là dây đàn chặt đứt lại nói dựa theo như ngươi vậy tu vi tu bổ bên trên không phải dễ như trở bàn tay sao nhưng là đường vũ lại từ âm thanh như vậy nghe được vô cùng thất lạc cùng khổ sở chặt đứt liền chặt đứt đi cũng không cái gì đường vũ an ủi có câu nói được cũ không đi tân không được tán tiên điện bên trong thật lâu cũng không âm thanh cái này làm cho đường vũ cũng hoài nghi có phải hay không là mình nói sai cái gì còn suy nghĩ như thế nào vãn hồi xuống liền nghe tán tiên điện bên trong truyền tới thanh âm, "Còn nhỏ, ngươi từng tặng cùng ta, tự nhiên bất đồng." Nghe vậy, Đường Vũ trầm mặt xuống. Không biết rõ như thế nào đi an ổn. Nói cho đúng, này cái nữ tử cho mình lưu một cái niệm tưởng. Liền tương đương với hiện đại rất nhiều người rời đi, đưa hắn di vật, coi như trọng bảo như thế, với chính mình mà nói, vô cùng trân quý, là một cái ý tứ. Chờ hắn trở lại đến thời điểm ở tặng cho ngươi thì xong rồi đường vũ hì hục quắc bụng nói tuy nhưng này cái nữ tử để cho hắn không cần khẩn trương hơn nữa cũng nói cũng sẽ không làm thương tổn hắn nhưng này loại vô hình khí thế để cho hắn cảm giác không dễ chịu có chút run run u u thở dài với tán tiên điện bên trong truyền ra quanh một cái trắng tinh bàn tay từ tán tiên điện lộ ra xé rách không gian một cái to lớn cự long bị nàng cầm trong tay ngay sau đó cự long kêu lên một tiếng hóa thành bụi bậm một cái lòe lòe phát quan long gân bị nàng cầm trong tay quét nàng giơ tay lên giữa trích tinh luyện hóa hóa thành một đạo thuần túy nhất khí tức dung nhập vào long gân bên trong ngay sau đó long gân nhỏ đi giống như một cây dây đàn một loại xuất hiện ở trong tay nàng cái kia bàn tay trắng nõn ở đường vũ trước mắt biến mất không có vào tán tiên điện bên trong một lát sau một trận tiếng đàn lần nữa vang dội. Đường vũ hít vào một hơi. Phá vỡ không gian, với khoảng cách vô tận bên ngoài, bắt cự long vẫy tay một cái, bắt trăng hái sao, hơn nữa đem luyện hóa. Chỉ vì một cây dây đàn. Khóe miệng của đường vũ có chút co quắp Chỉ cảm thấy tháng cái này đại tỷ thật sự là quá ngư bức. Tán tiên điện chậm rãi lên xuống lên. Bồng bềnh ở trước mặt đường vũ, đường vũ có thể cảm giác, Bên trong có người chính đang nhìn chăm chú hắn. Một cái túi càng không từ tán tiên điện bên trong bay ra ngoài. Bên trong có vô số kỳ trân dị bảo. Cho dù là Đường Vũ đều cảm giác được không tưởng tượng nổi. Này phải là dùng bao nhiêu năm thu thập được. Chuyện này, Đường Vũ nắm túi càng không có chút ngẩn ra. "Cho ngươi." Tán tiên điện bên trong có đến thanh âm truyền ra. Hơi hơi do dự, Đường Vũ vừa mới chuẩn bị hành lễ, nói cảm ơn ngược lại suy nghĩ một chút, tay hay lại là buông xuống, cảm ơn ngươi, tuyết nhi. Một trận tiếng cười khẽ truyền tới. Không biết rõ tại sao, nghe được cái này dạng tiếng cười, đường vũ cảm thấy một trận thân thiết. Cùng ta không cần tạ. Điện chủ nói, ta phải đi, còn có một ít chuyện chờ ta đi làm. Ngạch. Đường vũ hỏi dò, cũng là bởi vì những thứ kia hắc ám nhân vật khủng bố sao. Trầm mặt một chút, điện chủ nói, cũng là đi một trận tiếng đàn vang dội lên điện chủ thanh âm từ trong truyền tới ngươi bảo trọng ta đi trước sau này ta tới thăm ngươi quanh tán tiên điện bay lên trời rầm rầm năm tháng trường hà phơi bày không gian tan vỡ tán tiên điện dung nhập vào trong đó ở đường vũ trước mắt càng lúc càng xa trong hoảng hốt đường vũ mơ hồ thấy một cái cô tịch bóng người ngồi ở trong đó áo trắng như tuyết ba búi tóc đen thùy lạc trong tay xẹt qua dây đàn tảng mát ra vạn cổ cô độc tịch mịch thanh âm rầm rầm thời gian trường hà biến mất không thấy gì nữa không gian cũng khép lại ở giờ khắc này tán tiên điện ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa tại chỗ đường vũ đứng lặng rồi hồi lâu lúc này mới hướng chư thiên đi bất quá hắn không có trực tiếp trở lại hỗn độn tinh vực mà là thu liễm sở hữu tự thân khí tức đi tới tiên cát hắn chuẩn bị ở chỗ này đi bộ một vòng. Dễ tìm nhất đến tiên các vị lão tổ kia, cùng hắn tham khảo một ít nói vấn đề, càng hy vọng hắn có thể chỉ dẫn chính mình một ít. Đương nhiên, nếu như có thể cũng muốn luận bàn một phen. Dùng cái này tới nghiệm chứng với nhau giữa trên lệch. Đối với đường vũ đột nhiên hôn mê, biến mất sự tình, tiên các tự nhiên biết rõ. Vốn là lãnh thiên hành cũng đang suy tư, có muốn hay không thừa cơ hội này, đối hỗn độn tinh vực động thủ nhưng là ở thiên ma trong trận chiến ấy tiên các đã nguyên khí tổn thương nặng nề hơn nửa một thanh phong như cũ còn ở bế quan chính giữa ở một cái nhờ vào lần này tổn thất đưa đến phía dưới đã có nhiều chút nhân tâm bất ổn rồi còn có nhân thừa dịp trận chiến ấy hỗn loạn đường chạy hết thảy các thứ này tiên các tự nhiên biết rõ chạy trốn những người đó liền bao gồm hồng quân chuẩn đề đám người bọn họ cảm giác này chưa thiên quá nguy hiểm muốn trước câu cố gắng tu luyện chờ đến một ngày nào đó cường đại thời điểm mới ra ngoài đến thời điểm rung động người khác nếu không đi theo tiên các đi xuống chỉnh không tốt cũng dễ dàng trở thành liệt sĩ đối với cái này dạng liệt sĩ bọn họ dĩ nhiên là không nghĩ cho nên thừa dịp loạn trực tiếp đường chạy đi tới tiên các chuyện thứ nhất đừng vũ suy tính một phen đưa hắn nằm vùng ở tiên các hai cái mật thám tìm được hai người nhìn đường vũ trực tiếp quỳ trên đất bọn họ thời khắc sinh tử đều tại đường vũ nắm trong bàn tay tự nhiên không dám cùng đường vũ được nước bất quá hai người cũng phi thường có tâm nhãn lúc ấy trở lại tiên các chuyện thứ nhất chính là hỏi người khác có thể hay không cảm thấy trong cơ thể mình khác thường hoặc là có biện pháp nào hay không đi giải cứu xuống có kết quả để cho hai người vô cùng thất vọng vậy nếu không có bất kỳ khác thường gì đường vũ thiên tượng cùng bọn họ thần hồn căn nguyên hòa hợp người khác tự nhiên không cách nào dò xét đến cái gì có lẽ bây giờ một thanh phong có thể thông qua hai người cảm giác đường vũ chút ít khí tức nhưng là bọn họ hai người địa vị không cao lắm muốn gặp được một thanh phong không phải dễ dàng như vậy hơn nữa bình thường một thanh phong ru rú trong nhà đại đa số đều tại khắc khổ tu luyện không có chuyện gì căn bản cũng sẽ không đi ra về phần tiên các vị kia ngủ say lão tổ kia ngủ suốt ngày đâu rồi càng không thể nào đi ra đi bộ tới cho nên đưa đến hai người thấy đều có chút không ngủ ngon muốn biết rõ bọn họ hai người bây giờ nhưng là đường vũ mật thám nằm vùng ở tiên các tinh thần áp lực cũng là rất lớn một mặt sợ hãi bị tiên các phát hiện mặt khác cũng lo lắng đường vũ đột nhiên xuất hiện nhưng này càng lo lắng cái gì cũng liền càng phát ra sinh cái gì đây không phải là rồi không đường vũ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người giờ phút này hai người quỳ dưới đất gục đầu giống như là hai cái trung thành chó lớn tựa như tiên các lão tổ ở đâu bảo khố ở đâu một thanh phong ở đâu đường vũ thẳng tiếp hỏi hai người nhìn nhau nở nụ cười khổ lão tổ vẫn luôn tại hậu sơn an tâm điện ngủ say đã nhiều năm không ra về phần bảo khố bên ngoài có cường đại trận pháp ở thủ hộ. Ngoại trừ lãnh thiên hành cùng một thanh phong bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không vào được. Một người trong đó nhân như nói thật đến, sau này ta mang ngươi đi trước nhìn một cái. Mà một thanh phong bây giờ vẫn luôn ở tu tâm điện, hắn nơi bế quan bế quan, đã nhiều ngày không ra. Mạng nhỏ nắm giữ trong tay đường vũ, hai người tự nhiên không dám giấu giếm. Hơn nửa tiên các thật sự làm việc, đã để cho một số người lòng người bàn hoàng cho nên hai người cho đường vũ làm nằm vùng chưa chắc không phải là chuyện tốt vạn nhất thật có một thiên tiên các trúng độc rồi như vậy tối thiểu cũng trả lại cho mình giữ lại một cái đường lui tiên các cùng hỗn độn tinh vực đám người sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến đến lúc đó khẳng định không phải tiên các diệt chính là hỗn độn tinh vực chôn cất đương nhiên đây chỉ là hai người như vậy cho là cho là một khi phát sinh đại chiến khẳng định chính là kinh thiên động địa thảm thiết vô cùng. Ác phải có một phe muốn tiêu diệt. Mà bọn họ bây giờ phân thuộc ở hai phe cánh bên trong, chỉ nên nắm chắc tốt. Tin tưởng đường vũ sẽ không làm thương tổn chính mình. Cụ thể không biết rõ vị lão tổ kia rốt cuộc có biết bao thực lực cường đại, đường vũ không dám tùy tiện lấy thần niệm dò xét. Hơn nữa một thanh phong cũng là cường đại vô cùng. Mặc dù bây giờ hắn đã bước vào đến vô cực cảnh giới có thể tự hồ như cũ còn không phải một thanh phong đối thủ. Nếu như thừa dịp một thanh phong bế quan thời điểm, đánh lén một chút hắn vẫn là có thể. Nghĩ đến đây, ánh mắt của đường vũ tránh động. Quỳ dưới đất hai người, tâm máy động đột, đầu thấp thấp hơn. Rất tốt. Đường vũ trách móc cười. Có lúc nằm vùng vẫn còn cần nằm vùng. Đây không phải là sao. Tiết kiệm chính mình không ít chuyện. Đương nhiên, chủ yếu nhất là thực lực của hắn không đủ không dám lấy thần niệm dò xét kẻ thức thời là tuấn kiệt người thành đại sự phải thức thời vụ đừng vũ đột nhiên tới một câu năm xưa cố nhân một câu thường nói chỉ hai người nói hai người các ngươi thức thời vụ chính là tuấn kiệt sau này nhất định có thể thành đại sự tuấn kiệt cái búa còn không phải là bởi vì mạng nhỏ trong tay ngươi hai người ở tâm lý thầm mắng nhưng mà trên mặt lại cười ha hả vừa nói đúng là đa tạ khen ngợi đa tạ khen ngợi rất tốt đường vũ cười hắc hắc đã như vậy liền mang ta đi bảo khố nhìn một cái đi hai người trước mà đi đường vũ thật sự có khí tức nội liễm ẩn thân đi theo hai người phía sau rất nhanh thì ở một nơi canh giữ sâm nghiêm nơi ngừng lại một người trong đó nhân cười khổ một cái chúng ta đã không có quyền lợi ở đi về phía trước đường vũ nhìn canh giữ vài người tu vi cũng không kém trong đó hai cái hay lại là chân vương cảnh giới hắn lặng lẽ tiến lên quả nhiên cảm thấy trận pháp khí tức ba động lấy hắn bây giờ tu vi canh giữ mấy người này tự nhiên không phát hiện được hắn nhưng là như vậy trận pháp đi để cho hắn có chút nhức đầu một cái không tốt liền dễ dàng đưa đến trận pháp khí tức hỗn loạn tất nhiên sẽ bị người khác nhận ra được hắn bổn ý chính là trộm cắp đi bộ một vòng không nghĩ hiện thân mà thấy vạn nhất tiên các ở ăn bài thức ăn cái gì cảm giác còn rất ngượng ngùng cho nên hắn chỉ muốn đê điều không nghĩ giống trống cua chiên cảm thụ trận pháp lưu chuyển đường vũ nhỏ khẽ hít một con mắt của hạ có chút ý tứ lại là lấy bản thân bản nguyên khí hơi thở thật sự bố trí nói cách khác chỉ có quen thuộc bản nguyên khí hơi thở mới có thể đi vào trong đó không trách hai tên kia nói chỉ có lãnh thiên hành cùng một thanh phong có thể đi vào đây Tiên các quả nhiên không hổ là tiên cắt. Thông qua cái này trận pháp, Đường Vũ phát hiện trước kia còn là có chút nhỏ nhìn tiên cắt rồi. Một cái sừng sững nhiều năm thực lực, nội tình tự nhiên cường đại. Lấy Đường Vũ năng lực năng lực có thể phá vỡ cái này trận pháp, có thể tất nhiên sẽ kinh động người khác. Thoáng trầm ngâm một chút. Đường Vũ xoay người rời đi. Rút lui. Người thành đại sự, làm biết chọn lựa mới được. Ồ Khoan hãy nói, mấy chữ này còn để cho đường vũ có chút ngược đọc ngày xưa thành đại sự giả Phật. Ngược lại hắn hướng sau núi đi. Nhìn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Thực ra đây là tất nhiên, dù sao tiên các cái này lão bất tử lão tổ, lời đồng đãi bên trong vẫn là rất đáng sợ. Bất quá đường vũ có lòng tin, vô luận cái kia lão gia hỏa biết bao cường đại, tự cho là mình đều có thể chạy mất. Cho nên ỷ vào một điểm này, hắn liền không có sợ hãi bằng không cũng không dám tùy tiện đi tới tiên cắt được nước theo không ngừng đến gần đường vũ cảm thấy khí tức kinh khủng ba động truyền tới chỉ bất quá khí tức nhưng có chút không yên cái này lão bất tử có thương tích hơn nữa còn là rất nghiêm trọng thương chỉ sợ là nhiều năm trước cùng hỗn độn nhất tộc đại chiến từ mà ở lại đây đi hơn nữa nhiều năm như vậy đều đang không có hoàn toàn khôi phục như cũ ai trong lúc bất chợt một cổ cường đại khí tức tràn ngập toàn bộ tiên cát. Vốn là ngủ say lão giả, vào giờ khắc này đột nhiên trợn mở con mắt, hướng bốn phía cảnh giác dò xét. Nhất thời đường vũ bước chân miễn cưỡng bữa ở ngay tại chỗ. Cái này lão gia hỏa như vậy bén nhạy sao? Bây giờ hắn không xác định là cái này lão gia hỏa phát hiện chính mình hoặc là cảm thấy có người. Cho nên hắn động cũng không dám động, chỉ sợ tiết lộ khí tức. Nhận ra được hắn chỗ. Lão tổ, đã xảy ra chuyện gì? Lãnh thiên hành mấy vị tiên các trưởng lão vội vàng chạy tới. Bất quá bọn hắn cũng không có tiếng vào trong điện. Đều là ở bên ngoài cung cung kính kính đứng. Thật giống như có người. Lão tổ không xác định nói. Một khắc kia hắn quả thật cảm thấy một cổ mạch sinh khí tức ba động. Có thể tinh tế dưới sự cảm ứng, lại biến mất vô ảnh vô tung. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không là chính mình thác giác. Lãnh thiên hành đám người trố mắt nhìn nhau, lãnh thiên hành cân nhắc một chút nói, có phải hay không là có không mở mắt đệ tử, quấy rầy đến lão tổ nghỉ ngơi. Tiên các mọi người đều cảm giác được nơi này khí tức ba động. Rất nhiều người đều tụ tập tới. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm đường vũ kia hai người mật thám. Đối với chuyện phát sinh, hai người ít nhiều đoán được một ít. Lão tổ trầm mặt một chút, cũng có thể. Dù sao không người nào có thể thoát khỏi ta cảm ứng đối với chính mình vẫn luôn rất tự tin từ đầu đến cuối cũng cho là mình là chư thiên đệ nhất nếu không cảm ứng được như vậy thì nói rõ là mình ảo giác hay hoặc giả là cái kia không mở mắt đệ tử trong lúc vô tình quấy rầy đến chính mình yên nghỉ lui xuống đi đi lão tổ nói ừ lãnh thiên hành đám người đồng thời thi lễ cho đến dưới núi lãnh thiên hành nói ra nhìn xem rốt cục là ai không mở mắt đi tới sau núi dám quấy rầy lão tổ nghỉ ngơi. Ừ. Lãnh thiên hành hướng sau núi nhìn một cái. Đi vào trong đại điện. Hồi lâu sau, đường vũ mới dám bước mà động. Chỉ là hắn thoáng do dự một chút, trong mắt lướt qua một ít nụ cười. Quanh. Một cổ cường đại uy thế, đột nhiên phơi bày ở tiên các bầu trời. Nhất thời để cho tiên các cũng sửng sốt một chút. Ai đây nhỉ? Không muốn sống nữa đường vũ bóng người hiện lên bán không hắn không che giấu chút nào chính mình khí tức quanh người cái này làm cho tiên các bọn người bắt đầu nghi ngờ người này có phải hay không là tới làm trường đường vũ lãnh thiên hành sửng sốt một chút hắn không phải mất tích sao tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này ngươi tới ta tiên các vì chuyện gì lãnh thiên hành nhìn thẳng đường vũ bốn phía một ít trưởng lão cũng vẻ mặt không lành nhìn hắn thậm chí cũng đang lo lắng có muốn hay không trực tiếp động thủ đưa hắn bắt lại đi bộ một vòng đường vũ cười nhạt không cần khẩn trương như vậy ta chính là tới đi bộ một chút đúng rồi một thanh phong có ở đó hay không ta còn có chút tưởng niệm một huynh rồi vừa nói đường vũ bay xuống mà xuống quanh thân cường đại khí tức để cho mọi người không khỏi lui về phía sau ngược lại khí tức quanh người nội liễm người này làm sao sẽ như vậy cường đại Lãnh thiên hành nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ, ngược lại nở nụ cười, đường công tử, có thể tới ta đây tiên cát, quả thật là ta tiên các chuyện may mắn, mau mời, mau mời, nội điện một tự. Đường vũ cũng không có từ chối, đi theo lãnh thiên hành hướng nội điện đi tới. Tiên các nhân cũng ánh mắt phức tạp. Thậm chí một số người còn suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp giết chết hắn. Giống vậy, lãnh thiên hành tự hồ cũng ở đây như vậy cân nhắc. Sau núi bên trong, Đường Vũ trong mắt lướt qua một nụ cười châm biếm. Tiếp tục hướng phía trước đi. Tiếp theo bọn họ lão tổ thật sự ngủ say nơi. Trong đại điện, Đường Vũ tùy tiện ngồi ở trên một cái ghế, có chút nửa tê liệt y theo dựa vào phía trên. Thấy hắn cái này đức hạnh, tiên các mọi người mặc dù không có rõ ràng nói rõ cái gì, nhưng là lại cũng ở tâm lý âm thầm kinh bỉ. Đây là một cái đồ chơi gì? Nhất định chính là một gã lưu manh một chút tư chất cũng không có. Nếu như không phải ngại vì hắn thực lực cường đại, phỏng chừng mọi người đã sớm xông tới. Lưu manh không đáng sợ. Nhưng là một khi tên lưu manh này có thực lực cường đại. Như vậy hắn liền không phải một gã lưu manh rồi. Lãnh thiên hành ngồi ở chủ vị, khóe miệng cười chúng chiếm, không nghĩ tới đường công tử lại sẽ đến ta tiên cát, quả thật là ta tiên cát vinh hạnh. Thật không dám giấu giếm, liên quan tới đường công tử khoảng thời gian này tin đồn, đã sớm để cho ta đợi nghiêng bội không dứt. Lãnh mổ cũng rất muốn biết một chút về đường công tử, chỉ là bất đắc dĩ tục sự truyền thân, chậm chạp không có cơ hội. Đối với hắn tân bốc, đường vũ hoàn toàn là khi hắn ở phóng rắm. Kiến thức cái rắm. Phỏng chừng hận không được muốn giết chết chính mình đi. Đường vũ hoạt động thân thể một chút, tìm rồi một cái so sánh tư thế thoải mái, y theo dựa vào ghế, khách khí, khách khí, hư danh thôi. Hắn cười ha ha một tiếng, nhìn lãnh thiên hành, thực ra ngươi cũng không tệ. Nhất thời mọi người hô hấp một hồi. Chỉ cảm thấy đường vũ thật sự là quá mức lớn mật rồi. Hơn nữa người này là thực sự ngốc hay là giả ngốc nha. Này căn bản liền không phải đang khen hắn, chẳng nhẽ người này nghe không hiểu sao. Bất quá đại đa số người đều cho rằng đường vũ là cố ý. Bởi vì ngay từ đầu đường vũ hợp tác với tiên cát, nói đồng thời đối phó thiên ma khi đó bọn họ tất cả mọi người đều đem đường vũ coi là kẻ ngu nhưng mà lại tuyệt đối không ngờ rằng đường vũ vô hình trung gài bẫy tiên cắt một lần này để cho bọn họ biết ngốc là bọn hắn thôi lãnh thiên hành nụ cười trên mặt cứng đờ ngay sau đó phá lên cười đường công tử quả nhiên như lời đồn đãi như vậy không câu nệ tiểu tiết nha thật sự là để cho ta đợi bội phục hắn có chút thổn thức than thở một câu ai cũng chưa từng nghĩ đến nhiều năm trước đường công tử tham gia ta tiên các đại hội thời điểm, hay lại là một cái mới ra đời mau đầu thiếu niên, ai cũng chưa từng nghĩ đến, không tới trăm năm quan cảnh, đường công tử đã danh mãn chư thiên, cùng ta đợi có thể ngồi ngang hàng. Thật sự là để cho lãnh mổ nghiên bội không dứt. Lấy tuổi đời 20, chấp trưởng hỗn động tinh vực, trấn thủ nhất Phương Một điểm này ngay cả lãnh mổ đều làm không được đến. Lãnh thiên hành vừa nói, năm xưa thấy đường công tử, liền biết rõ công tử tuyệt không phải vật trong ao bây giờ công tử thành tựu như vậy càng là ngoài chúng ta dự liệu hắn nâng chung trà lên bây giờ đường công tử đã xứng đáng ta đây ly trà rồi giỏi mắt toàn bộ chư thiên làm lên ta một ly trà ít lại càng ít mà đường công tử chính là một cái trong số đó lời này tự hồ cũng không có sai tiên các các chủ cao cao tại thượng tồn tại mắt nhìn xuống toàn bộ chư thiên này thấy hắn không được chủ động hành lễ châm trà cái gì khách khí khách khí đường vũ nói thật sự là quá khách khí uống một chút ai trà này không tệ bốn phía tất cả mọi người phẫn nộ nhìn đường vũ tự hồ chỉ chờ lãnh thiên hành ra lệnh một tiếng liền trực tiếp quần đấu hắn vì chư thiên diệt trừ một cái như vậy tai họa hơn nữa diệt trừ đường vũ cũng là vì chư thiên làm việc tốt dù sao một thanh phong cũng nói đường vũ là một cái đại ma thậm chí lấy được một ít thượng cổ ác ma truyền thừa cho nên lúc đó mới có thể bộc phát ra như vậy thực lực đáng sợ ở xem hắn bây giờ mái đầu bạc trắng dòng như vậy quái dị đây cái này đức hạnh nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt lãnh thiên hành cười nhạt bất quá chỉ là một ít đỡ tan trà thôi nếu là đường công tử thích sau này có thể tặng cho đường công tử một ít không khỏi không thừa nhận lãnh thiên hành hàm dưỡng vẫn không tệ như vậy chọc giận hắn đều bảo trì nụ cười bất quá đường vũ biết rõ sợ rằng ở hắn tâm lý đã hận không được giết chết mình nếu như không lớn chiến một phen tại sao có thể thừa dịp làm loạn sự tình đây đường vũ gật đầu một cái được tốt sau này cho ta lấy chút đi dừng một chút hắn nói thế nào không thấy một huynh thanh phong còn ở bế quan chính giữa Lãnh Thiên Hành ý vị Thâm Trường nói, cùng Thiên Ma đại chiến, Thanh Phong bị thương không nhẹ. Lời này phản phất là đang nói lúc ấy Đường Vũ lúc ấy gài bẫy tiên các sự tình. Mà cũng tương tự ở nhắc nhở đến Đường Vũ, nếu như không phải lúc ấy Thanh Phong bị thương, ngươi và Thanh Phong đại chiến, căn bản liền không phải Thanh Phong đối thủ. Chặt chặt. Không hổ là tiên các các chủ. Nói chuyện đều mang nhiều tầng hàm nghĩa. Đường Vũ ở tâm lý có chút kinh thường hắn phiền nhất loại này trong lời nói có hàm ý người tất cả mọi người là người thành thật lại không thể thật thật tại tại có cái gì nói cái gì sao nhất định phải quẹo ngoại góc quanh chữ ngươi người và người sống chung làm sao lại mệt như vậy lại không thể chân thành một chút à há như vậy nha đường vũ rất là nhiệt tình nói thương nghiêm trọng không ta đi xem một chút muốn biết rõ ta cùng một huynh đây chính là tốt huynh đệ người này phải thừa dịp máy hạ thủ. Tiên các một số người đều không khỏi nổi lên cái ý niệm này. Lãnh thiên hành mới vừa phải nói, đột nhiên một đạo nhu cùng truyền tới âm thanh, làm phiền đường huynh lo ngại, thanh phong đã vô sự. Một thanh phong bóng người xuất hiện ở cửa đại điện, chậm rãi đi vào. Hơn nữa hướng về phía bốn phía tiên các nhân, không ngừng cười chúng chiếm gật đầu. Đường vũ hướng một thanh phong nhìn, với nhau mắt đối mắt với nhau, đều không khỏi sửng sốt một chút làm sao sẽ mạnh như vậy đây là nội tâm của hai người đồng thời dâng lên ý nghĩ bây giờ đường vũ cường đại có thể nói là thoát thai hoáng cốt nhưng là một thanh phong cũng là như vậy chỉ bất quá hắn thật sự hiện ra vẫn như của thánh vương cảnh giới nhưng là đường vũ lại biết rõ thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ như thế mà một thanh phong cũng đang nhìn đường vũ bất quá thời gian ngắn ngủi đường vũ lại lần nữa thuế biến tu vi tiến thêm một bước nhưng mà ngưng mắt nhìn trước mặt đường vũ một thanh phong có một loại không nói ra được cảm giác quái dị thật giống như có gì không đúng có thể là chỗ nào không đúng hắn lại lại không nói ra được sư phó một thanh phong hướng về phía lãnh thiên hành thi lễ chuyển mà ngồi ở rồi lãnh thiên hành bên cạnh không nghĩ tới thanh phong thương thế lại còn làm phiền đường huynh lo ngại một thanh phong từ tốn nói ở chỗ này thanh phong chúc mừng đường huynh tu vi tiến thêm một bước Vừa nói một thanh phong thở dài một chút, thế nhưng tất cả nói thanh phong thiên phú thật tốt, nhưng là cùng đường huynh vừa so sánh với, thật sự là để cho ta xấu hổ. Ở trong mắt một thanh phong như có như không xẹt qua từng tia khí tức màu đen. Thậm chí đồng tử xuất hiện ngoài ra một chỉ con mắt. Loại cảm giác này để cho đường vũ rất không thoải mái, có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Giống như là bị cường đại vô cùng hồng hoang mảnh thú giỏi theo. Như là cảm thấy đường vũ chú thích một thanh phong hướng về phía đường vũ cười một tiếng. Nhất thời đường vũ giật mình một cái. Giống như là bị lạc ở hắn cặp mắt bóng đêm vô tận bên trong. Sau núi đường vũ bản thể, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy cả người một trận hơi thở lạnh như băng đánh tới. Nhìn thấy trước mắt một mảnh quen thuộc thêm đáng sợ hắc ám. Hắn lắc mình tạm thời vội vàng rời đi sau núi. Tìm được một nơi địa phương ẩn núp thần hồn lực lượng hướng nhất khí hóa tam thanh phó thể, không ngừng dung nhập vào đến. Nói là phó thể cũng là bản thể. Hắn đã sớm có thể tu di giữa, hư thật chuyển đổi. Phó thể tùy thời có thể thành vì bản thể, bản thể theo thời điểm có thể trở thành phó thể. Quanh Trong đại điện, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Một cổ cường đại khí tức, đột nhiên từ trên người đường vũ bộc phát ra. Rầm rầm đại điện cũng một trận run rẩy vách tường xuất hiện ti ti vết rách ở hướng một thanh phong nhìn hắn cặp mắt đã cùng năm xưa như thế trong suốt có thể liếc nhìn đấy hơn nữa còn mang theo ti ti tiếu ý đường vũ thần hồn một trận đường huynh đã xảy ra chuyện gì làm sao sẽ khí tức không yên chấn động ta tiên cắt một thanh phong cười nhạt một tiếng nhưng mà theo đường vũ giờ khắc này một thanh phong tức thì vô cùng đáng sợ mặc dù là đang cười nhưng là giống như là một con rắn độc như thế, núp ở bên người, ngươi không biết rõ nó lúc nào sẽ đột nhiên cắn ngươi một cái. Dù cho đột phá đến cảnh giới như vậy, vẫn như trước còn bây giờ không phải một thanh phong đối thủ. Vừa mới một khắc kia, với nhau thần hồn giao phong, để cho đường vũ có một loại trong bóng đêm bị lạc cảm giác. Hơn nữa đưa đến khí tức của hắn không yên. Có thể một thanh phong lại thần sắc như thường, vững như lão cẩu. Tiên các đám người cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, bất quá một khắc kia đường vũ hiện ra khí tức, để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Chỉ có lãnh thiên hành đợi số ít vài người biết rõ, tự hồ đang vô hình trung đường vũ cùng một thanh phong tiến hành một phen giao phong. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hay lại là một thanh phong chiếm thượng phong. Một huynh tu vi thật là tiến triển cực nhanh nha. Đường vũ tự như cười mà không phải cười vừa nói. Một thanh phong hí hư một câu, thật không dám giấu giếm như không phải lấy được ngày xưa một vị tiền bối truyền thừa sợ rằng thanh phong sẽ không có đến như thế tiến bộ hắn nhìn đường vũ liếc mắt cười nhạt đường huynh không cũng là như vậy sao hắn như cũ còn cho là đường vũ là giống như hắn thần hồn bên trong cũng sáp nhập vào người khác lực lượng cho nên lúc đó mới có đến như vậy sức chiến đấu đáng sợ bây giờ tóc hắn đã hoa râm xem ra là thần hồn bên trong cổ lực lượng kia ảnh hưởng đến hắn căn nguyên tựa như cùng chính mình như thế căn nguyên ít nhiều gì đã tràn ngập hắc ám đường vũ lắc đầu một cái một huynh không trả nổi giải ta đường vũ nha hắn trách móc cười một tiếng không bằng ngươi hỏi một chút ngươi vị kia truyền thừa tiền bối ta là ai một thanh phong đột nhiên cảm thấy thần hồn một trận run rẩy tự hồ đang sợ hãi như thế thậm chí hắn còn lấy thần hồn câu thông nhưng là cái tên kia nhưng thủy chung cũng không nói một lời tự hồ sợ hãi bị bại lộ chính mình hành tung như thế cái này làm cho một thanh phong không khỏi tò mò. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thực lực đáng sợ, thậm chí ngay cả thần hồn bên trong đạo kia cường đại hắc ảnh, cũng đang sợ hãi run rẩy. Đường huynh thật có thể nói đùa. Một thanh phong cười nhạt, thanh phong chỉ là lấy được vị tiền bối kia truyền thừa, vị tiền bối kia đã sớm biến mất. Lời này gạt quỷ hả? Đường vũ ám thầm hừ một tiếng. Đường huynh tới ta tiên cát, sợ rằng không chỉ là đơn thuần uống trà chứ. Một thanh phong cười nói Tự nhiên không phải Đường vũ nói Này không phải tâm tư tu vi tiến bộ một ít sao Tâm tư tìm một huynh luận bàn một phen Nghiệm chứng một chút thực lực Không đánh thế nào gây sự tình Hơn nữa đường vũ cũng muốn nhìn một chút Bây giờ một thanh phong mạnh như thế nào Vừa mới trong nháy mắt đó giao phong Để cho đường vũ biết rõ Hắn lấy thực lực bản thân mà nói Sợ sợ không phải một thanh phong đối thủ Nhưng là hắn muốn gây sự tình cho nên phải nhất định đem động tỉnh làm lớn chuyện, chỉ có như vậy mới có thể nhân cơ hội đi bộ. Một thanh phong hơi nhíu mày, thoáng trầm ngâm, thanh phong bây giờ cũng có chút cho phép tiến thêm, cũng muốn nghiệm chứng một chút tu vi, nếu đường huynh có ý đó, như vậy thanh phong tự mình phụng bồi. Quanh Vừa dứt lời, đường vũ một quyền liền đánh tới. Cường đại khí tức ba động bên dưới, trung động đại điện đều rung rẩy. Cuối cùng một tiếng ầm vang, ầm ầm sụp đổ. Đường Vũ. Một ít tiên các nhân bị che chôn ở trong đó, cũng ở phẫn nộ quát lên đến. Rất rõ ràng đây là Đường Vũ cố ý. Ngay cả một Thanh Phong cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới Đường Vũ như thế này mà trực tiếp liền động thủ. Hơn nữa còn cho tiên các tạo thành khổng lồ như vậy tổn thất. Quanh. Đường Vũ quanh thân mang theo ngút trời thế, từ trong phế tích vọt ra, chợt quát một tiếng, một thanh phong tới chiến một thanh phong thần sắc xẹt qua một tia hơi giận, nhưng mà còn không chờ hắn nói cái gì vậy. Đường vũ đã bay vút mà tới. Quyền ra như gió. Không gian cũng đang vặn vẹo rung rẩy. a à, đường vũ. Tiên các có người ở phía dưới quát lên lên tiếng. Lãnh thiên hành sắc mặt cũng lạnh giá dọa người. Tiên các chủ điện lại bị đường vũ một quyền cho đánh bể. Đây tuyệt đối là cố ý. Lấy đường vũ như thế tu vi, sẽ không khống chế tốt khí tức quanh người sao. Này mẹ hắn là tới đập phá quán tới. Hắn liền biết rõ tiểu tử này đột nhiên hiện thân tuyệt đối không có chuyện tốt. Một thanh phong bàn tay hướng ở năm tháng trường hà bên trong qua lại. Cùng đường vũ quyền thế, chính diện giao phong. Sở hữu quyền thế ở một chữ này bên dưới, rối rít tiêu tan. Chỉ nghe đường vũ hú lên quá dị, nặng nề ngã rơi vào bên cạnh trên thiên điện, đem trọn cái thiên điện lần nữa ép sập đường vũ lãnh thiên hành cắn răng nghiến lợi đứng lên bốn phía tiên các người cũng đều ở phẫn nộ nhìn đường vũ một thanh phong động tác một hồi khóe miệng cũng có chút co quắp một cái ông đoạn đao đột nhiên hiện lên đỉnh đầu của đường vũ đường vũ bóng người nhảy lên đưa tay ra đem đoạn đao cầm vo ve đoạn đao trong phút chốc dày đặc không trung vô tận sáng chói đao mang giống như là từ bốn phương tám hướng tới ác liệt đao ý bao phủ toàn bộ tiên cát làm cho cả tiên cát đều run rẩy đến thanh phong giết hắn đi giết hắn cho ta dù cho lấy lãnh thiên hành hàm dưỡng giờ phút này cũng phẫn nộ gào lên một thanh phong bóng người lóe lên muốn phá vỡ không gian tiến vào vực ngoại nếu như ở tiếp tục như thế hắn đều sợ toàn bộ tiên cát cũng đánh tan rồi vốn là bất luận kẻ nào cũng cho là đường vũ cùng một thanh phong đại chiến, nhất định sẽ tiến vào vực ngoại. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, hắn sẽ sạch sẽ như vậy lưu loát trực tiếp ở tiên các động thủ. Đường vũ tự nhiên nhìn thấu ý tưởng của một thanh phong, hắn không ngừng quơ đao, phong tỏa một thanh phong đường lui. Phá vỡ không gian, ở đường vũ đao ý bên dưới, lần nữa nghiền nát. Hơn nữa đường vũ hào không biến mất khí tức quanh người, làm cho mình đao ý, điên cùng hướng bốn phía lan tràn, đánh vào hướng tiên các các nơi sau núi bên trong. Đường Vũ cười hắc hắc. Hắn cũng không tin, đại chiến như vậy, sợ không nhúc nhích được cái này ngủ say lão bất tử. Bất quá bây giờ hay là đi hướng bảo khố đi bộ một vòng đi. Dù sao cơ hội khó được. Lắc người một cái xuất hiện ở bảo khố ngoại. Đường Vũ phất tay, hóa thành đao ý, hướng bảo khố đánh tới. Về phần canh giữ vài người, tại chỗ tại này cổ đao ý bên dưới vỡ vụn. Bây giờ đường vũ đang cùng một thanh phong đại chiến, hơn nữa đao mang dày đặc không trung, đao ý ngang dọc. Hướng đánh tới bảo khố, tự hồ cũng là có thể lý giải. Quanh Bảo khố trận pháp, bị phá ra một lỗ hổng, đường vũ lắc mình mà vào. Theo tiếng vào trong bảo khố. Đường vũ nhất thời một trận hoa cả mắt. Nhiều năm như vậy, hắn vào Nam ra Bắc, cũng trải qua không ít bảo khố đi bộ quá nhưng là cùng tiên các vừa so sánh với, căn bản là thiên địa khác biệt. Đủ loại đang dược, thiên tài địa bảo, bí tịch điển cố. Bày la liệt, nhiều không kể xiết, để cho người ta hoa cả mắt. Vì để tránh cho trễ nải thời gian, bị người khác nhận ra được. Đường vũ vội vàng chống lên túi càng khôn, đem đầy đủ mọi thứ cũng thu ở bên trong. Ngoại giới Lãnh thiên hành mục đích tỳ sắp nứt. Thần sắc giữa tràn đầy phẫn nộ con mắt đầy máu, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đường vũ, hận không được nuốt sống hắn. Lớn như vậy chiến, để cho bọn họ tiên các tổn thất nặng nề. Không nói bản thân vật kiến trúc, chính là hai người bộc phát ra khí tức, điên cuồng lan tràn bốn phía, cũng đưa đến một số người, tại chỗ từ trần, tại chỗ đứng thẳng mộ phần. Một thanh phong nhiều lần muốn phá vỡ không gian, đem hai người đại chiến rời đi vực ngoại. Nhưng là đường vũ đao ý không giảm, dù là liều mạng hắn trọng thương, cũng phải nghiền nát không gian điều này khiến người ta càng nổi giận này căn bản là tới đập phá quán cố ý tới tai họa tiên cát thanh phong giết hắn đi giết hắn đi lãnh thiên hành vẻ mặt phẫn nộ phía dưới một ít tu vi không cao nhân cách khá xa xa chỉ sợ bị uy thế ảnh hưởng đến mà tiên cát một ít trưởng lão từng cái hai mắt phun lửa nhìn đường vũ này tự hồ bị nhân đánh tới cửa không có cái gì khác nhau đi. Nói đến có chút buồn cười, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu phát sinh sự tình như thế. Bất quá cũng còn khá, người khác không biết rõ, nếu như một khi hắn nhân biết, như vậy tiên các uy danh, chỉ sợ cũng phải bị tổn thương. Quanh Lăng lệ vô so với đao ý, xé rách bầu trời. Trung động chư thiên Cường đại vô cùng đau thức, phản phất với cổ kim tương lai tới. Quanh người sở hữu đều cảm giác được chư thiên run rẩy đao mang giày đặc không trung xé rách không gian toàn bộ chư thiên nhân cũng không dám tin nhìn một màn này là đường vũ ta trời ơi hắn lại đang tiên các cùng một thanh phong đại chiến hắn điên rồi sao các ngươi nhìn đường vũ đau thức không yên hơn nữa bản thân khí tức xốc xếp tựa như có lẽ đã bị thương mọi người nghị luận hỗn độn tinh vực nhân cũng không dám tin nhìn một màn này. Vốn là đường vũ biến mất, còn để cho mọi người rất là lo âu. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, hắn lại đi đến rồi tiên cát, hơn nữa vẫn còn ở cùng một thanh phong đại chiến. Nhìn đường vũ khí tức quanh người, bao phủ uy thế, tự hồ hắn tu vi cao hơn một tầng lầu. Có thể ngay cả như vậy, đối mặt một thanh phong, hắn cũng rơi vào hạ phong. Đường vũ, hắn thế nào đi đến rồi tiên cát? vẫn cùng một thanh phong bắt đầu đại chiến. Hắn đây tu vi tự hồ so với dĩ vãng mạnh hơn, tiểu tử này rốt cuộc trải qua cái gì? Tử y nữ tử nhíu mày, lạnh giọng nói, truyền lệnh xuống, người sở hữu đi theo ta cùng đi hướng tiên cát. Theo nàng một câu nói này, mọi người hơi sững sờ. Ngược lại phản ứng lại. Tử y nữ tử đây là cho là, hôm nay rất có thể cùng tiên cát quyết chiến, cho nên mới như thế. Tử y nữ tử ngưng mắt nhìn hỏa phượng thành một số người, các ngươi là đi theo chúng ta, hay là chờ ở chỗ này đợi phượng tâm nhan trở về. Hỏa phượng thành một số người trố mắt nhìn nhau. Thành chủ phượng tâm nhan mất tích, từ đầu đến cuối cũng không thấy tâm hơi. Mà bây giờ tử y nữ tử lại như vậy hạ lệnh, nhất thời để cho bọn họ không biết rõ ứng phải làm gì cho đúng. Sát. Có người bạo nổ quát một tiếng, hôm nay giết tới tiên cát, đem năm xưa sỉ nhục, ân quán, cùng nhau đòi lại. Nhất thời hỏa phượng thành nhân cũng kích động. Sát, giết tới tiên cát. Cho chúng ta hỗn độn nhất tộc đòi lại công đạo. Sát. Sát. Tiếng gào rung trời. Sát ý sôi sùng sục Rung động hỗn độn tinh vực. Công ngộ không đám người nhìn cả người nhuộm máu đường vũ, ngược lại nhìn về phía ly sơn lão mẫu. Đều đang đợi đến nàng hạ lệnh. Chỉ cần nàng một câu nói, Bọn họ liền có thể sát hướng tiên cát, chết trận không hối hận. Ly Sơn lão mẫu ngưng mắt nhìn mọi người, thoáng trầm ngâm, cắn răng một cái nói, đã như vậy, như vậy thì cùng tiên cát đánh một trận đi. Nữ hoa, hậu thổ, thông thiên, thương minh, cùng với thương minh sư phó. Còn có này lai ca, ngọc đế đám người. Giờ phút này tất cả mọi người muốn nhiệt huyết đánh một trận. Có lẽ ở hôm nay chính là cùng tiên cát quyết tử chí một trận thời gian nhưng mà nhìn đường vũ, thương minh xác thực nhíu mày một cái. Hắn cảm giác có chút không đúng. Theo lý mà nói, ở đường vũ trong cơ thể, cũng có một cổ lực lượng kinh khủng, có thể kỳ quái là, cổ lực lượng kia lại một chút cũng không có bột phát ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này làm cho thương minh có chút mộng bức. Bất quá, hắn đã sớm không ưa tiên cát. Đã như vậy cùng mọi người cùng đi làm tiên cát, chính hợp hắn ý. Sát, sát hướng tiên cát đòi lại ngày xưa chúng ta sỉ nhục vì lão tổ đám người minh quan hỏa phượng thành một số người ở ngưỡng thiên nộ rống tử y nữ tử cũng ở đây rống to sát đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng tiên cát đi toàn bộ chư ngày đều khiếp sợ ở giờ khắc này hỗn độn tinh vực toàn bộ điều động rất rõ ràng phải đi hướng tiên cát nếu như một khi thật cùng tiên cát phát sinh đại chiến như vậy ác sẽ chư thiên rối loạn này, bọn họ là muốn làm gì? Xem bọn hắn phương hướng phải đi hướng tiên cát. Trời ơi, bọn họ sẽ không cùng tiên cát đại chiến đi. Chư thiên chúng nhân cũng kinh hãi. Thiên ma tinh vực. Mặc dù cùng tiên các trận chiến ấy, thiên ma cũng tổn thất một ít. Nhưng mà thiên ma xác thực hoàn toàn không có để ý. Bọn họ từ ra đời liền bắt đầu chém giết, sinh sinh tử tử với bọn họ mà nói, ở bình thường bất quá. Bất kỳ một vị thiên ma lớn lên đến bây giờ, cũng trải qua bao nhiêu lần sinh tử, sợ rằng chính mình cũng đếm không hết. Cho nên, tử trong trận chiến này thiên ma. Ở tại hơn thiên ma xem ra, như vậy chỉ là mình không đủ cường đại. Chết, ai cũng không trách. Mộng Vô Nhai hướng tiên các phương hướng nhìn một chút, khóe miệng nổi lên một nụ cười châm biếm, ngưng mắt nhìn Đường Vũ bóng người, hắn khẽ cười nói, hóa thân sao? Thú vị. Bất quá hắn cũng cảm thấy đường vũ như vậy hóa thân Là cùng bản thể hòa hợp Tùy thời có thể ở tu di giữa chuyển đổi Khi sợ sẽ là ở trọng thương thế Hắn tùy thời có thể lấy hóa thân tới chịu đựng Cho nên đừng xem bây giờ đường vũ máu me khắp người Tự hồ có hơi lực bất tòng tâm Nhưng mà đơn giản chính là hóa thân thương thế thôi Sợ rằng bản thể như củ nhảy nhót tưng bừng Mộng vô nhai thân ảnh nhất tránh Biến mất ở rồi thiên ma tinh vực tiên các bên trong. Đường vũ từ trong bão khố hài lòng đi ra. Chỉ cảm thấy lần này thu hoạch còn chưa tiểu. Bất quá hắn lại là có chút kỳ quái. Nơi này cũng đánh nghiêm trọng như thế, cái kia lão bất tử tại sao còn ngủ. Ở tiếp tục như thế, hắn đều có chút tiên các lo lắng. Vạn nhất tiên các đánh tan rồi. Có hay không sửa sang tiền, cùng với phía dưới những người đó tiền lương có thể hay không lái ra, tự hồ cũng là một cái vấn đề đường vũ thở dài một cái tự hồ vì tiên các cùng với tiên các người phía dưới cảm thấy không đành lòng bất quá còn nói đến bây giờ một thanh phong thật là càng ngày càng mạnh hắn tự nhiên cảm giác nhìn như đang đại chiến nhưng mà một thanh phong nhưng ở áp chế thực lực của chính mình chỉ sợ hắn cũng lo lắng sẽ bại lộ chính mình đi nếu như một thanh phong thật xuất ra toàn bộ thực lực mà chiến đường vũ tự nhận là hiện ở mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn hướng trong đại chiến một thanh phong nhìn một cái, đường vũ bản thể lần nữa dần dần không nhìn thấy lại đi. Đường huynh, ngươi quá phận. Một thanh phong mang trên mặt hơi giận, như vậy có thể thấy, đường vũ hành động, cho một thanh phong cũng tức giận quá sức. Hắn từ đầu đến cuối đều tại thu liễm tự thân uy thế, chỉ sợ đối tiên các tạo thành tổn thất gì. Thậm chí nhiều lần muốn đem đường vũ dẫn vào đến vực ngoại đi buông tay đánh một trận. Nhưng là đường vũ dù là liều mạng chính mình trọng thương, cũng muốn ngăn cản hắn hơn nữa không che giấu chút nào tự thân uy thế tóm lại thế nào phá hư làm sao tới này căn bản liền không phải đến tìm một thanh phong đánh một trận mà là cố ý tới hư mất bọn họ tiên cát đường vũ quanh thân nhuộm máu tóc trắng vũ động cả người ký tức có chút không yên hắn hừ một tiếng lời này ý gì ngươi nhiều lần trọng thương cho ta còn nói ta quá đáng một huynh lời này của ngươi mới là hơi quá đáng đi hắn cảm giác mình có chút tuổi thân bị người đánh sau đó còn bị nói qua phân trên đời này như vậy sự tình như thế hắn chỉ cảm giác mình quá oan ngươi một vệt hắc khí từ một thanh phong trong mắt chợt lóe lên ngược lại khẽ cười nói đường huynh không bằng chúng ta đi hướng vực ngoại buông tay đánh một trận như thế nào đường vũ lắc đầu trực tiếp có nên nói hay không nói không đi một thanh phong nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ, đã như vậy, như vậy đường huynh cẩn thận. Vừa nói một thanh phong khí tức quanh người không ngừng bay lên. Ở cổ hơi thở này bên dưới, đường vũ chỉ cảm giác mình nhục thân tựa hồ cũng muốn băng liệt. Xem ra một thanh phong đây là sốt ruột. Đã động sát ý. Bất quá thoại thuyết thoại lai, like, làm như thế, ai chịu rồi, ai có thể không tức giận. Phản phất toàn bộ không gian cũng đông đặc ở giờ khắc này một thanh phong đột nhiên âm u thở dài, thanh phong đưa đường huynh lên đường. Nhìn như uy thế như vậy, kỳ thực hắn như cũ vẫn còn ở nhân tất giấu thực lực của chính mình. Bởi vì đường vũ trong cơ thể của lực lượng kia, để cho hắn kiên kỵ. Bất quá hắn cũng cảm thấy kỳ quái, lớn như vậy chiến, tại sao không thấy cổ lực lượng kia lần nữa bộc phát ra đây? Còn nữa, từ đường vũ xuất hiện, thần hồn bên trong cái kia nước sơn đen con mắt, liền hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi. Vô lượng một thanh phong thế nào kêu Từ đầu đến cuối cũng không có chút nào đáp lại Thanh phong Giết hắn đi Giết hắn đi Lãnh thiên hành đang nộ hống đến Thậm chí đều muốn đến để cho lão tổ xuất thủ Ngược lại không thể nào để cho đường vũ còn sống Như vậy đến bọn họ tiên các tứ vô kỵ đạn Cổ động phá hư Này nếu như truyền đi Bọn họ tiên các nào còn có uy nghiêm Như thế nào lãnh đạo mọi người Lãnh đạo chư thiên nhất là một số người càng bị đường vũ bi thế, vô tình hay cố ý mang đi. Đưa đến bây giờ tu vi yếu tiểu nhân, cũng không dám đến gần nơi này, lui ra rất xa. Đường vũ ngưng mắt nhìn một thanh phong. Bốn phía gian đông đặt ở giờ khắc này. Đây là một thanh phong lấy cường đại pháp lực, cầm giữ không gian. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, rất rõ ràng là muốn đem chính mình nhất kích tất sát. Một thanh phong chậm rãi giơ tay lên chưởng giống như là vô số ngôi sao, tại hắn trong lòng bàn tay thay đổi liên tục. Cuối cùng hóa thành cường đại vô cùng một đạo hỗn độn khí hơi thở. Giống như thiên địa sơ khai. Chỉ là ở trong đó lại cất giấu một đạo như có như không hắc khí. Đạo kia hắc khí tinh thuần vô cùng, bắt chước Phật kinh quá vô số năm thiên truy bách luyện. Quanh. Bốn phía gian đều tại băng liệt, phát ra từng trận tiếng vang giòn giả. Đường vũ không ngừng vung đoạn đao muốn ngăn cản này cổ đáng sợ uy thế. Nhưng mà toàn bộ không gian cũng bị giam cầm ở rồi giờ khắc này. Hắn giống như cá chậu chim lồng như thế, nhảy nhót không đi ra ngoài. Chỉ thấy đường vũ đột nhiên ngưng thật sự có động tác, nhìn một thanh phong ý vị thâm trường cười một tiếng. Ngược lại cả người bóng người đột nhiên biến mất. Này để cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Nhất là một thanh phong, thế nào cũng không nghĩ ra, đường vũ lại đang toàn bộ không gian cấm cố bên dưới, như cũ sẽ còn chạy mất. Nhưng là vì sao lại ngay cả một chút khí tức cũng không có. Phản phất cả người hắn cũng từ thiên địa gian biến mất như thế. Một huynh quả nhiên lợi hại, thiếu chút nữa thì bị thương ta. Đường vũ đột nhiên xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở một thanh phong phía sau. Hơn nữa cả người nhìn đã không có chút nào thương thế, thậm chí ngay cả bản nguyên khí hơi thở cũng không có chút nào xốc xếp. Trong mắt của hắn mang theo nụ cười, dù bận vẫn ung dung nhìn một thanh phong toàn bộ đức hạnh phải nhiều làm người tức giận có nhiều làm người tức giận nhất là lời nói này để cho một thanh phong sắc mặt trong nháy mắt liền nghiêm túc cái gì gọi là thiếu chút nữa bị thương ngươi lời này cũng quá khinh người nhưng mà một thanh phong cũng không giải nặng như vậy thương thế tại sao thoáng qua giữa liền khôi phục như lúc ban đầu thậm chí ở trên người hắn một chút thương thế vết tích cũng không có lãnh thiên hành trừng lớn con mắt chỉ cảm giác mình một búng máu thiếu chút nữa không có tại chỗ phun ra. Đường vũ, ngươi. Ngươi. Hắn phẫn nộ chỉ đường vũ. Trong lúc bất chợt hắn thét dài một tiếng, hướng sau núi phương hướng quỳ xuống. Tiên các gặp nạn, bất tiếu tử tôn, kính xin lão tổ xuất thủ. Vô luận như thế nào hắn đều không thể để cho đường vũ còn sống. Nếu một thanh phong không bắt được hắn, vậy hãy để cho nhà mình lão tổ xuất thủ đường vũ bản thể núp ở sau núi một nơi ở tâm lý âm thầm cười một tiếng hắn sẽ chờ cái này lão bất tử xuất thủ đây đến thời điểm đem sau núi sang bằng để cho ngươi ngủ ở chỗ này không đi ra đi bộ tuổi tác cao ngươi phải đi bộ ngươi không thể lão ngủ nha ngươi phải đi ra ngoài đi bộ đúc luyện lúc này mới hữu ích thân thể khỏe mạnh vì tiên các vị lão tổ này khỏe mạnh đường vũ cho là mình thật là nhọc lòng nha một thanh phong khí tức quanh người Thu Liễm đi xuống. Quanh. Cường đại uy thế đột nhiên từ hậu sơn bộc phát ra. Trung động chư thiên. Cái này làm cho chạy tới Ly Sơn lão mẫu bọn người hơi dừng lại một chút. Tử y nữ tử mặt liền biến sắc, là tiên các cái kia lão bất tử. Như vậy cường đại uy thế, để cho mọi người đều cảm giác được kinh hãi. Là tiên các lão tổ xuất động. Lần này Đường Vũ chắc chắn phải chết rồi cũng không biết rõ người này làm cái gì lại đều kinh động tiên các lão tổ hắn ỷ vào chính mình tu vi cường đại tự cho là đúng trong mắt không người lần này sợ rằng sẽ hối hận đi đáng tiếc nha chỉ sợ sẽ là hối hận cũng không có cơ hội theo tiên các lão tổ điều động đường vũ bản thể phó thể thoáng qua giữa chuyển đổi lấy bản thể mà đúng nếu không đơn thuần lấy hóa thân chỉ sợ không lừa gạt được cái này lão bất tử Bất quá để cho hắn có chút kỳ quái là Tại sao chinh chiến cho tới bây giờ Một thanh phong cũng không có phát hiện hắn là hóa thân đây Quanh Một đạo thân ảnh mang theo ngút trời oai Xuất hiện ở tiên các bầu trời Tóc hắn trắng xám một mảnh Giống như sốc xếp cỏ dại trải tại rồi đỉnh đầu Hoa tóc bạc thùy lạc Che lại một chỉ con mắt Cái này hình dáng theo đường vũ Chỉ còn mẹ hắn thật phi chủ lưu Một chỉ con mắt hắn ngưng mắt nhìn đường vũ lạnh giá ánh mắt không có tình cảm chút nào ngươi chính là đường vũ tiên các lão tổ mở miệng nói cũng không tệ lắm đáng tiếc ngươi lập tức phải chết ở chỗ này dừng một chút hắn tiếp tục nói nghe sau lưng ngươi có vị đại tỷ cho ngươi đại tỷ đi ra nếu xuất thủ hắn chuẩn bị một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp cũng sắp đường vũ vị kia đại tỷ giải quyết hết nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha